Sư phụ tôi là thần tiên, Dương Bách Xuyên. Tập 73. Nói đến đây, năm đó ở thành Yêu Quang hắn có thể biết đến hai đồ đệ Vương Tông Nhân và Ngô Mặc Thu của mình, thật sự là phải nhờ vào lão đầu này. Năm đó ở thành Yêu Quang, hắn bị thủ vệ ở cửa thành chặn lại không cho vào thành vì không có linh thạch, người đã giúp Dương Bách Xuyên không ai khác chính là Mạnh lão đầu. Một người đã trà trộn ở thành Yêu Quang gần như cả đời người. Cũng bởi vì Mạnh lão đầu mà Dương Bách Xuyên đã tìm thấy hai đồ đệ Vương Tông Nhân và Ngô Mặc Thu của mình. Năm đó khi hắn ra tay cứu Vương Tông Nhân, sau khi thành Yêu Quang hỗn loạn, Mạnh lão đầu này lập tức biến mất, không ngờ xa cách 20 năm, hôm nay lại gặp lão đầu này trong hang ổ của bọn thổ phỉ ở Châu Tây Sơn. Tính ra năm đó đại náo thành Yêu Quang là do Dương Bách Xuyên đã lừa Mạnh lão đầu, qua 20 năm sau Dương Bách Xuyên cũng đã quên mất điều này. Nếu không phải trí nhớ của tu chân giả tốt, cộng thêm đối phương gọi tên Dương Bách Xuyên thật sự sẽ không nhận ra ông ta, cũng không nhớ ông ta là Mạnh lão đầu. Nhìn lão đầu này đã trở thành thổ phỉ ở Lưu Sa Cốc, sắp bị Chu Điên chém đầu, thật sự có chút thê thảm. Ta muốn lão già kia, Chu Điên Dương Bách Xuyên chỉ vào Mạnh lão đầu nói. Chu Điên đương nhiên sẽ không có ý kiến gì về chuyện này, gã trực tiếp thả người ra. Mạnh lão đầu loạng choạng bước tới, tu vi của lão đầu vẫn là nguyên anh sơ kỳ, còn lại thì không có thay đổi gì hết. Sau khi nhìn thấy Dương Bách Xuyên, ánh mắt của Mạnh lão đầu vô cùng phức tạp, vậy mà tu vi hiện tại của Dương Bách Xuyên đã là thứ mà ông ta phải ngước nhìn, ông ta đi theo phía sau Dương Bách Xuyên, Mạnh lão đầu dùng sức cúi đầu cảm ơn Dương Bách Xuyên. Lão Mạnh đa tạ Dương huynh đã cứu ta. Được rồi, Mạnh lão đầu cũng coi như là bạn cũ của chúng ta. Năm đó từ biệt ở thành Yêu Quang, là do ta liên lụy ngươi, hôm nay xem như đã trả hết nhân tình này cho ngươi, không cần khách khí. Dương Bách Xuyên vừa cười vừa nói. Nghe những lời này, Mạnh lão đầu nghe vào tai thật sự muốn mắng mẹ nó, trong lòng lẩm bẩm, không phải tại Dương Bách Xuyên ngươi năm đó khăng khăng muốn đại náo thành Yêu Quang, Mạnh lão đầu ta cũng sẽ không sợ bị Tam Đại Tổng Âm Dương Tông, Linh Sơn Cốc và Kình Thiên Môn đuổi giết đến mức trốn đông trốn tây. Chạy vào Châu Tây Sơn làm thổ phỉ hay sao? Vâng vâng vâng, rõ rồi, cái mạng già Mạnh lão đầu ta từ nay về sau sẽ thuộc về Dương huynh. Trong lúc nói chuyện Mạnh lão đầu quỳ xuống trước mặt Dương Bách Xuyên, đây cũng là điều mà bản thân Mạnh lão đầu buộc miệng trong lòng. Năm đó ông ta đã thề rằng nếu Dương Bách Xuyên có thể rời khỏi thành Yêu Quang, Mạnh lão đầu sẽ bán mạng cho Dương Bách Xuyên. Sau khi Dương Bách Xuyên đại náo thành Yêu Quang, Mạnh lão đầu trốn ra ngoài thành chờ Dương Bách Xuyên ra ngoài, nhưng cuối cùng không chờ được, ngược lại trêu chọc cho ba đại tông môn dẫn người đuổi giết. Bởi vì năm đó chính ông ta ở trước con mắt nhìn chằm chằm của mọi người nói Dương Bách Xuyên là huynh đệ của mình, nhưng sau chuyện ở thành Yêu Quang, Dương Bách Xuyên biến mất đâu không thấy, nhưng người của ba đại tông môn lại điều tra trên người ông ta, có câu nói, mang tiếng xấu cho người khác cũng cần phải có người chịu mang, ông ta bị người của ba môn phái đuổi giết. Nếu không phải lão Mạnh có cách chạy trốn vào Châu Tây Sơn để thoát chết, cái mạng già của ông ta đã bị người của ba môn phái kết thúc hơn 10 năm trước rồi. Cho nên lúc này nhìn thấy Dương Bách Xuyên, trong lòng Mạnh lão đầu vô cùng phức tạp. Ngoài miệng nói sẽ bán mạng cho Dương Bách Xuyên, thật ra trong lòng vẫn còn lo lắng Dương Bách Xuyên có muốn hay không. Năm đó tu vi của ông ta ở Nguyên Anh sơ kỳ, tu vi của Dương Bách Xuyên cũng không cao. Bây giờ tu vi của ông ta vẫn ở Nguyên Anh sơ kỳ, nhưng tu vi của Dương Bách Xuyên ông ta đã nhìn không thấu, không biết Dương Bách Xuyên có thể tiếp nhận hắn hay không, ngay cả tội phạm Thảo Thượng Phi cũng có thể giết được, ông ta không chắc Dương Bách Xuyên có chấp nhận mình hay không. Nói trắng ra là Mạnh lão đầu cảm thấy hiện tại mình không đủ tư cách để bán mạng cho Dương Bách Xuyên. Thế nhưng sau khi Dương Bách Xuyên nghe thấy Mạnh lão đầu nói xong, nhếch môi cười nói, đi với ta. Nói cho ta biết sau chuyện ở thành Yêu Quang ngươi thế nào, rồi những năm này lẫn vào đây như thế nào. Ôi lão Mạnh ta khóc đấy. Mạnh lão đầu là một người từng trải, đương nhiên sẽ không từ bỏ cơ hội tố khổ đưa tới miệng. Ông ta bắt đầu kể về thành Yêu Quang, bị ba môn phái truy sát, sau đó vào rừng làm cướp, ẩn náu trong hang ổ của bọn thổ phỉ Lưu Sa Cốc này. Dương Bách Xuyên nghe xong cũng hơi đỏ mặt. Tính ra năm đó mình thực sự là người đã gây phiền phức cho Mạnh lão đầu. Sau đó hắn nghiêm mặt nhìn về phía Mạnh lão đầu nói, Mạnh lão đầu, chúng ta xem như bằng hữu, từ nay về sau ngươi hãy đi theo ta sẽ không để ngươi chịu thiệt nữa,
ta có một môn phái, sau này ngươi có thể gia nhập môn phái, cũng coi như là một chỗ an toàn để tu luyện tập, ngươi thấy sao? Mạnh lão đầu sửng sốt một chút, ông ta không ngờ Dương Bách Xuyên lại dễ như vậy, hai mắt lập tức đỏ lên, thề rằng nhất định sẽ cống hiến thật tốt cho môn phái. Dương Bách Xuyên mỉm cười không nói gì, hắn cũng không trông cậy Mạnh lão đầu sẽ làm được cái gì, dù sao xem như trả nợ ân tình năm đó, để Mạnh lão đầu theo hắn đến vùng cấm phía nam gia nhập Vân Môn, chính là cho ông ta một nơi ổn định để tu luyện, suy cho cùng Mạnh lão đầu là một người già, cho nên hắn cũng không mong đợi ông ta có thể làm gì được cho Vân Môn. Sau khi hai người khách sáo một trận, hai người và đám hạ lộ tụ họp, chuẩn bị lên đường trở về. Nhưng Dương Bách Xuyên thực sự không ngờ, hôm nay nhận Mạnh lão đầu, thật sự đã mang lại một tin tức lớn cho hắn, đương nhiên đây là chuyện của sau này. Nhiệm vụ địa đồ lần này xem như kết thúc mỹ mãn, nói chung thành quả chiến đấu cũng rất phong phú, Dương Bách Xuyên không chỉ giết Thảo Thượng Phi hoàn thành nhiệm vụ địa đồ của Điện Mạo Hiểm, mà còn tìm lại được hai đồ đệ, chiếm lấy bảo khố của Lưu Sa Cốc, những thứ tốt này đủ để các đệ tử của Vân Môn tu luyện trong một khoảng thời gian. Thành lập Vân Môn ở Sơn Hải giới là thời điểm cần thiên tài địa bảo nhất. Trước khi rời đi, Chu Phi Yến chết sống cũng muốn đi theo, Chu Điên cũng có ý muốn muội muội của mình đi theo Dương Bách Xuyên, điều này ngược lại làm khó cho gã. Bởi vì nơi họ đang ở hiện tại là vùng cấm phía nam của Vương Thành Mạo Hiểm, nhưng Giao Long và Phi Hùng Tam Túc Ô trong vùng phía nam cũng đã rời đi, nếu tin tức này truyền ra, nó chắc chắn sẽ mang đến một đòn tàn khốc vào Vân Môn mới thành lập ở vùng cấm phía nam. Dương Bách Xuyên không dám mạo hiểm để cho người ngoài tiến vào vùng cấm phía nam này. Tuy nhiên, Dương Bách Xuyên cũng nhìn ra được, Chu Phi Yến thực sự thích đại đồ đệ. Sau khi suy nghĩ trong chốc lát, Dương Bách Xuyên trầm giọng hỏi Chu Phi Yến, Chu cô nương, người muốn đi theo bọn ta cũng không phải là chuyện không thể, nhưng ta muốn nói rõ một chút, sau khi đi theo chúng ta, không thể tùy tiện ra ngoài gặp ca ca của ngươi, ngươi có thể làm được điều này không? Ta... Chu Phi Yến rơi vào tình thế khó xử, một bên là ca ca nàng ta, một bên là người nàng ta thích, vấn đề trước mặt khiến người dám hận dám yêu như nàng gặp khó khăn. Lúc này Chu Điên cắn răng nói, Dương thiếu gia để muội muội đi theo các ngươi, ta rất yên tâm. Sau đó, gã đi tới bên cạnh muội muội Chu Phi Yến, nhỏ giọng nói, muội muội à, mặc dù không thể dụ dỗ Dương thiếu gia, thế nhưng quân sư lại là đại đồ đệ của Dương thiếu gia, có thể cùng một chỗ với quân sư. Sư huynh sẽ ủng hộ, không gặp thì không gặp, dù sao một thổ phỉ cũng vô dụng. Người cứ đi theo Dương thiếu gia và quân sư đi, đừng lo lắng cho ca, sau này chúng ta sẽ gặp lại nhau mà, thật lòng mà nói, một nữ nhân như ngươi đi theo ca làm thổ phỉ cả đời, thật sự rất vô nghĩa, đi đi. Ca. Được rồi, ca ca của ngươi càng lo lắng cho ngươi hơn. Ta là Chu Điên, trong khu vực hang ổ thổ phỉ này không ai dám khiêu khích ngươi. Nhưng ngươi đi theo Dương thiếu gia, sau này nếu như Hắc Phong trại xảy ra chuyện gì, bảo bất tề còn cần ngươi giúp đỡ đấy. Chấm chấm chấm. Cuối cùng Dương Bách Xuyên cũng dẫn theo Chu Phi Yến, không dẫn theo cũng không được, nhìn thấy dáng vẻ của Độc Cô Hối, bảo bất tề và con gái người ta cũng không thể làm được chuyện gì. Trước khi đi hắn còn nhìn Chu Điên thật sâu, giờ phút này hắn mới phát hiện Chu Điên thực sự không phải kẻ thô bạo, biệt hiệu của hắn là điên, nhưng tâm tư rất tinh tế. Tuy rằng huynh đệ Chu gia thầm thì với nhau, nhưng Dương Bách Xuyên vẫn có thể nghe được hắn muốn cái gì, một chữ cũng không lọt ra ngoài tai. Chu Điên đã giao muội muội của mình cho Vân Môn để làm con tin, cho Chu Điên hắn một con đường lui. Dương Bách Xuyên đi ra ngoài một chuyến tìm hai đồ đệ về, toàn bộ Vân Môn đều náo nhiệt hẳn lên, tổ chức đại hội chào mừng Độc Cô Hối với võ kiếm về nhà, cũng tổ chức nghi thức cho Mạnh lão đầu và Chu Phi Yến gia nhập Vân Môn. Đương nhiên người bạn hạ lộ của Dương Bách Xuyên cũng tự nguyện gia nhập Vân Môn, được Dương Bách Xuyên phong làm trưởng lão Vân Môn. Đây là trưởng lão thứ hai của Vân Môn, trưởng lão thứ nhất là Tửu Tiên lão đầu ngày xưa, tiếc là đến bây giờ vẫn không có tin tức gì của Tửu Tiên lão đầu. Dương Bách Xuyên tự liệt kê ra vài việc mình cần phải đi làm. Chờ sau khi giải quyết xong việc sửa chữa đại trận, hắn sẽ đến Châu Tây Sơn một chuyến tìm bộ thanh mai người bị ma đầu Đại Tôn và Trương Thiến bắt đi. Với cả đám người Tửu Tiên lão đầu nữa, hắn còn muốn đến thành tán tu tìm tiểu hòa thượng với các huynh đệ Gia Cát, dĩ nhiên mấy chuyện này có thể làm chung. Việc thứ hai là đến đại hoang thăm hầu Đậu Đậu một lát, cũng phải tìm Chồn Nhỏ và tiểu Phượng Hoàng về.
Cuối cùng hắn muốn đến thần cung băng tuyết, hoàn thành chuyện năm xưa mà thần hồn Tư Không Nguyên đã dặn dò. Những việc này thì phải làm từng việc một. Nhưng mà trước mắt, việc đầu tiên Dương Bách Xuyên muốn làm là đến điện mạo hiểm, hắn muốn đem đầu Thảo Thượng Phi đi giao nhiệm vụ, đồng thời đi xem toàn bộ bản đồ Châu Tây Sơn, rồi sau đó còn phải cho đệ tử Vân Môn đi ra ngoài rèn luyện thỏa đáng, nếu không cứ ở lì mãi trong khu vực cấm phía Nam sẽ không tốt cho tu luyện. Trước khi đến Vương Thành mạo hiểm, Dương Bách Xuyên vẫn dùng con rối vô diện xuất khiếu nguyên thần. Khi đến khu bản đồ của đại sảnh mạo hiểm, trong cái nhìn trợn mắt của lão chủ sự Dương Bách Xuyên vung tay lên lấy ra đầu của Thảo Thương Phi, cười tủm tỉm nhìn ông ta nói chủ sự đại nhân, nhiệm vụ đã hoàn thành. Ngươi, lão chủ sự trừng to mắt nhìn Dương Bách Xuyên, đánh giá khí tức từ trên người Dương Bách Xuyên toát ra, cùng lắm tu vi chỉ ở cảnh giới xuất khiếu hậu kỳ mà thôi, nhưng theo tình báo lão chủ sự biết tu vi của tướng cướp Thảo Thượng Phi cũng là cảnh giới xuất khiếu hậu kỳ. Coi như ngang hàng chém giết thì Dương Bách Xuyên cũng chẳng phải là đối thủ của tướng cướp Thảo Thượng Phi, huống hồ trước hang ổ của Thảo Thượng Phi còn có vòng xoáy Lưu Sa, và 800 tên cướp Lưu Sa Cốc, thật sự là chỉ mới có 3 ngày Dương Bách Xuyên đã đem đầu Thảo Thượng Phi về rồi ư. Kỳ hạn nửa năm mà hắn chỉ dùng có 3 ngày, làm thế quái nào có thể chứ? Lão chủ sự không tin còn đặc biệt đi tìm người nghiệm chứng thử, quả thực là đầu của Thảo Thượng Phi. Lão chủ sự thầm kêu rên, đây mẹ nó là tướng cướp đấy, Thảo Thượng Phi đã hành nghề ở Châu Tây Sơn hơn 100 năm, khách phiêu lưu chết trong tay Thảo Thượng Phi nhiều vô số kể, điện mạo hiểm đã từng 5 lần 7 lượt cử người vây quét Thảo Thượng Phi nhưng đều tổn binh hao tướng, không ngờ Dương Bách Xuyên lại làm được. Sao rồi chủ sự đại nhân, ta đã lấy đầu của Thảo Thượng Phi về cho ngài, có phải ngài nên thực hiện khế ước rồi không? Dương Bách Xuyên cười tủm tỉm nói. À, đúng. Khế ước, ta sẽ xử lý ngay đây. Ngoài miệng thì lão chủ sự cười ha ha, trong tay lấy ra khế ước đã ký kết với Dương Bách Xuyên, chiếu lướt qua bia khế ước. Bia khế ước lập tức tỏa sáng rực rỡ, xuất hiện một hàng chữ, khách phiêu lưu vô diện đã hoàn thành khế ước phẩm thượng đẳng, chém giết tướng cướp Thảo Thượng Phi, phần thưởng của nhiệm vụ là một tấm bản đồ Châu Tây Sơn. Trong phút chốc toàn bộ sảnh mạo hiểm nổ tung, từng hồi bàn tán xôn xao lên. Khách phiêu lưu vô diện, ai là vô diện vậy? Ôi tên vô diện này ghê gớm thật đấy, vậy mà còn giết được cả tướng cướp Thảo Thượng Phi. Ta nghe nói bản thân tướng cướp Thảo Thượng Phi là tu sĩ cảnh giới xuất khiếu hậu kỳ, hang ổ của hắn có cả trận pháp vòng xoáy Lưu Sa, nghe đồn cường giả cảnh giới phân thần cũng không thể dễ dàng tiến vào vòng xoáy Lưu Sa được đâu, huống hồ mọi người đều biết dưới trướng tướng cướp Thảo Thượng Phi còn có 800 tên cướp, kẻ vô diện này là thần thánh phương nào đây? Ta nói cho mà nghe, không chừng tu vi của Thảo Thượng Phi đã đến xuất khiếu đại viên mãn luôn rồi, 100 năm trước Thảo Thượng Phi ở cảnh giới xuất khiếu hậu kỳ, trong 100 năm qua rất có khả năng gã ta đã đạt đến xuất khiếu cảnh đại viên mãn. Chắc chắn rồi, tướng cướp Thảo Thượng Phi này chuyên đánh giết cướp bóc khách phiêu lưu chết trong tay gã ta không 1000 thì cũng 800. Đúng vậy, kẻ vô diện có thể giết chết tướng cướp Thảo Thượng Phi này không đơn giản, hâm mộ vô diện quá. Những khách phiêu lưu từng bị Thảo Thượng Phi đánh cướp giết hại đều treo thưởng với Thảo Thượng Phi, trong vòng 100 năm con số tiền thưởng truy nã Thảo Thượng Phi đã lên đến 10 vạn linh thạch, kẻ vô diện này giàu to rồi. Từng lời bàn tán lọt vào tai Dương Bách Xuyên, khóe miệng hắn nở nụ cười, cuối khu bản đồ, hiện tại hắn được chủ sự mời ngồi uống trà. Trong tay lão chủ sự là một cái hộp gấm lớn bằng bàn tay đặt trước mặt Dương Bách Xuyên, ông ta thân thiết nói, vô diện này. Đây là bản đồ tỉ mỉ kỹ càng nhất toàn bộ Châu Tây Sơn đều nằm hết trong đó, ngươi lấy đi. Dương Bách Xuyên cũng không khách sáo, từ trong tay ông ta trực tiếp nhận lấy hộp gấm, khi mở ra thấy một khối ngọc giản cao cấp, thâm nhập linh thức vào nhìn thì quả thực đây là bản đồ toàn bộ Châu Tây Sơn, còn kỹ càng tỉ mỉ hơn cả trong tưởng tượng của hắn, hắn nói thầm, thương vụ này đáng giá. Ngay sau đó, Dương Bách Xuyên nâng chung trà lên hớp một ngụm. Cười híp mắt nhìn lão chủ sự nói, có phải chủ sự đại nhân còn chưa đưa ta thứ gì không? Khóe miệng lão chủ sự giật giật, vội vàng cười nói, dạ, dựa theo giải thưởng mà điện mạo hiểm treo thưởng thì tướng cướp Thảo Thượng Phi có giá truy nã là 10 vạn linh thạch hạ phẩm, khừ đi phí của điện mạo hiểm là 3 phần ra thì lão hủ còn 7 vạn linh thạch, đây là 7 vạn linh thạch.
Trong khi nói chuyện, lão chủ sự đã vung tay lên đau đớn đặt một cái túi chữ vật trước mặt Dương Bách Xuyên. Dương Bách Xuyên cười mỉm đưa linh thức vào đảo qua, bên trong quả thực là 7 vạn linh thạch, dù sao đây cũng là niềm vui bất ngờ, sau đó hắn không hề khách khí cất đi. Nhưng Dương Bách Xuyên vẫn híp mắt nói, có phải chủ sự đại nhân đã quên mất một chuyện rồi không? Lúc này trong mắt lão chủ sự lóe lên ánh sáng, còn trái tim thì đập bình bịch, tất nhiên ông ta hiểu Dương Bách Xuyên đang nói gì, nhưng bây giờ ông ta có nỗi khổ không thể nói. Chỉ có thể giả ngu nói, không có, bản đồ với linh thạch treo thưởng đã giao hết cho ngươi không thiếu gì cả, ngươi xem qua thử coi số lượng có đúng không, lão hủ có thể bổ sung cho ngươi. Không không không. Ý của ta không phải vậy, mà ta nói là chuyện khế ước, chẳng lẽ còn cần ta phải nhắc cho chủ sự đại nhân nhớ à? Giờ phút này lão chủ sự biết mình không thể giả vờ nữa, cũng chỉ có thể cười cười trả lời, thôi vậy đi người huynh đệ vô diệt, ngươi nghe xem có được không? Lúc trước khi ngươi giao tiền khế ước vì không đủ linh thạch nên đã thế chấp 3 viên đan chân khí, định giá là 1 vạn linh thạch tiền khế ước. Bây giờ lão hủ trả lại cho ngươi 1 vạn linh thạch, chúng ta bù thêm. Bù thêm, ha ha, người già rồi đáng trí quá, quên cả chuyện tiền khế ước, trách lão già ta đây, trách ta. Chủ sự đại nhân, trong khế ước đã nói rõ, sau khi hoàn thành nhiệm vụ thì thế chấp thứ gì sẽ được hoàn nguyên vẹn về, bây giờ ta yêu đầu chủ sự đại nhân trả lại cho ta 3 viên đan dược chân khí, trả lại hết, chủ sự đại nhân nhanh lên đi, ta đang gấp. Từ lúc bắt đầu Dương Bách Xuyên đã cảm giác được tên già khọm này có vấn đề. Lẽ ra không thể quên đi chuyện tiền khế ước được, ông ta đang giả ngu để lừa đảo thì có, ta biết ngay là tiền khế ước hay chính là 3 viên đan chân khí đã bị ông ta hưởng dụng rồi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hay lắm, Dương Bách Xuyên ta đây phải lấy lại được đan chân khí, đây cũng là quy tắc của điện mạo hiểm, khi khách phiêu lưu ký khế ước thế chấp thứ gì thì khi hoàn thành nhiệm vụ phải hoàn về cái đó, không được hao hụt chút nào. Nếu dám ăn xén đổ thế chấp của khách phiêu lưu, để cho cấp cao điện mạo hiểm biết được, thì lão chủ sự sẽ chịu trừng phạt nghiêm khắc. Đây là quy tắc cho mạo hiểm vương lập ra, mỗi một người trong điện mạo hiểm hay khách phiêu lưu đều phải tuân thủ theo. Lão chủ sự nghe Dương Bách Xuyên nói vậy thì mặt tái mét, nếu Dương Bách Xuyên hét to một tiếng để cho người trong chấp pháp đường của điện mạo hiểm biết được, thì ông ta chắc chắn sẽ phải chết. Trên trán ông ta toát cả mồ hôi lạnh. Người huynh đệ vô diện này, nói thật, 3 viên đan chân khí của ngài đã bị lão hủ dùng sạch rồi, xin ngươi giơ cao đánh khẽ, lão hủ nguyên ý trả 1 vạn 5 linh thạch để bồi thường, ngươi thấy sao? Giờ phút này trong lòng lão chủ sự cũng toát mồ hôi lạnh, lúc trước ông ta đã cho rằng Dương Bách Xuyên không hoàn thành được nhiệm vụ giết tướng cướp Thảo Thượng Phi, cho nên sau khi phát hiện 3 viên chân khí của Dương Bách Xuyên là đan được cấp cao, ông ta đã không nhịn được dùng 1 viên. Còn 2 viên khác thì nộp lên cho người trong tộc, bây giờ có đánh chết ông ta cũng không lấy ra được đan chân khí. Hơn nữa 3 viên đan chân khí của Dương Bách Xuyên lại còn là đan được cấp cao, ngay cả luyện đan sư của điện mạo hiểm cũng chưa chắc có thể luyện ra được. Nếu Dương Bách Xuyên cắn chết không bỏ thì ông ta sẽ bị người của chấp pháp đường bắt đi, đến lúc đó ông ta sẽ chỉ có 1 con đường chết, làm trái với quy định mà mạo hiểm vương đặt ra thì không ai có thể cứu được ông ta cả. Dương Bách Xuyên không ngờ lão chủ sự dùng đan dược thật, 3 viên đan chân khí mà thôi, hắn tùy tay là luyện ra được, nhưng trong lòng lại thấy tức, lúc trước lão chủ sự đã lừa hắn, nói cái gì mà trong hang ổ thổ phỉ không có thổ phỉ. Trong nháy mắt, ông già này ra giá bồi thường 1 vạn 5 linh thạch, có chút vượt qua dự đoán của hắn, trong lòng hắn 3 viên đan chân khí chỉ đáng giá 1 vạn linh thạch. Không ngờ ông già này ra giá tận 1 vạn 5, hắn đảo mắt. Trong lòng thầm nghĩ, bây giờ mà không làm thịt ngươi thì ta không phải Dương Bách Xuyên. Ngay sau đó híp mắt vươn 3 ngón tay nói, 3 vạn linh thạch, không được thiếu 1 viên. Lão chủ sự vừa thấy Dương Bách Xuyên đưa 3 ngón tay thì trong lòng vui mừng khôn xiết, trong mắt ông ta đan chân khí cấp cao 1 viên 1 vạn linh thạch thì không đắt chút nào, sợ Dương Bách Xuyên đổi ý, ông ta vội nói, được, 3 vạn thì 3 vạn. Vừa dứt câu đã vung tay lên đặt túi chữ vật có 3 vạn linh thạch ở trước mặt Dương Bách Xuyên. Điều này lại làm cho trong lòng Dương Bách Xuyên thấy buồn bực, sai lầm rồi, nếu mà biết vậy thì hắn đã tăng thêm chút. Nhưng mà ngẫm lại cũng không lỗ, 1 viên đan chân khí 1 vạn linh thạch, tính lại là hắn đã kiếm lời rồi. Bây giờ Vân Môn mới lập, cần có lượng linh thạch lớn để bố trí trận pháp,
Toàn bộ khu vực cấm phía nam cực kỳ rộng lớn, khu vực hoạt động cũng rất rộng lớn, có vài nơi cần phải bố trí trận pháp, cho nên số lượng linh thạch cần thiết không phải con số nhỏ. Có bao nhiêu linh thạch, Dương Bách Xuyên đều cảm thấy có thể dùng hết. Nhận lấy 3 vạn linh thạch, trong đầu Dương Bách Xuyên đột nhiên xẹt qua một tia chớp, nghĩ xem mình có thể làm ăn với điện mạo hiểm hay không. Toàn bộ vương thành mạo hiểm đều thiếu đan dược, luyện đan bình thường cũng không có bao nhiêu, chứ đừng nói là đan dược tốt nhất. Có vài đan dược dựa theo lời của Trịnh Bân Bân thì dù có là tam đại luyện đan sư của điện mạo hiểm cũng chưa chắc luyện ra được. Thông thường đan dược ở vương thành mạo hiểm dù có ra giá thì vẫn nằm ở trạng thái không ai bán, nói cách khác là giá đan dược rất cao. Điều ấy thể hiện từ trên người lão chủ sự. Một suy nghĩ to gan lóe lên trong đầu hắn. Dương Bách Xuyên nghĩ có thể bố trí nên một đại trận bao lấy toàn bộ khu vực cấm phía nam. Toàn bộ khu vực cấm phía nam có diện tích hơn 10 vạn dặm, để bố trí được đại trận như thế, linh thạch hao phí là con số cách xù. Đương nhiên không chỉ đơn giản là cần có linh thạch mà còn có cả tài liệu bày trận, và nó yêu cầu dùng linh thạch để mua. Nếu bố trí nên một đại trận vùng cấm ở khắp khu vực cấm phía nam sẽ có được đường phòng thủ, cho vân môn mới một sự đảm bảo. Dương Bách Xuyên biết bây giờ tu vi của đệ tử vân môn, người thân với bạn bè hắn đặt ở toàn bộ Sơn Hải là quá yếu, ở một nơi như Châu Tây Sơn rất khó để tồn tại. Tạm thời có tên tuổi của Đại Long Giao Long. Khu vực cấm phía nam có thể an toàn, nhưng nếu tin tức Giao Long đã rời đi bị truyền ra, thì đến lúc đó hắn với toàn bộ đệ tử Vân Môn sẽ bị bại lộ, thế lực khắp Châu Tây Sơn phức tạp, một khi bị người khác liên hợp tấn công, thì sẽ là cú đánh mang tính hủy diệt. Cho nên việc bố trí một đại trận bao trùm toàn bộ khu vực cấm phía nam là vô cùng cần thiết. Sau khi ngẫm lại, hắn cười hỏi lão chủ sự đại nhân cần đan dược vậy sao? Chủ sự nghe vậy thì cười khổ lắc đầu, không phải do lão hủ cần, mà toàn bộ điện mạo hiểm, hay thậm chí là toàn bộ vương thành mạo hiểm đều thiếu đan dược. Rốt cuộc Châu Tây Sơn chúng ta là địa bàn của khách phiêu lưu, không phải khu vực hoạt động của những tông môn cổ xưa. Bọn họ có truyền thừa, được truyền thừa toàn diện đan dược, sẽ không thiếu tài nguyên đan dược, nhưng vương thành mạo hiểm từ xưa đến nay lại rất thiếu tài nguyên đan dược. Dương Bách Xuyên nhếch mép cười nói, chủ sự đại nhân. Sau này ta còn có thể cung cấp thêm đan dược nữa. Lão chủ sự nghe Dương Bách Xuyên nói vậy, hai con mắt lóe lên ánh sáng nói, người huynh đệ vô diện nói thật sao? Thật ra trong lòng lão chủ sự vốn tưởng, đan chân khí trong tay Dương Bách Xuyên là hắn lấy từ chỗ khác, căn bản không ngờ tới chuyện Dương Bách Xuyên vẫn còn đan dược cấp cao cỡ đấy. Dù sao đấy là đan dược chân khí cấp cao, trong vương thành mạo hiểm dù là đan dược tầm thường cũng hiếm khi thấy. Chứ đừng nói đến đan dược cấp cao. Bây giờ nghe nói trong tay Dương Bách Xuyên vậy mà còn đan dược cỡ đấy, lão chủ sự mừng muốn xỉu. Muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, Dương Bách Xuyên chậm rãi lặp lại. Lần này sắc mặt lão chủ sự lại sụ xuống, trả lời, có phải người huynh đệ vô diện lừa lão hủ không đấy? Đan chân khí cỡ này dù nhìn khắp Sơn Hải giới cũng không phải là đan dược cấp thấp, có thể được nửa bình là quá lắm rồi. Sao có thể muốn bao nhiêu có bấy nhiêu được chứ? Lần này sắc mặt lão chủ sự lại trầm xuống, trả lời, có phải người huynh đệ vô diện lừa lão hủ không đấy? Đan chân khí cỡ này dù nhìn khắp Sơn Hải giới cũng không phải là đan dược cấp thấp, có thể được nửa bình là quá lắm rồi, sao có thể muốn bao nhiêu có bấy nhiêu được chứ? Dương Bách Xuyên trợn trắng mắt không muốn giải thích nhiều với ông ta, bản thân là luyện đan sư, đan dược cỡ như đan chân khí trong mắt lão chủ sự là đan dược cấp cao. Chứ trong mắt hắn chỉ có thể nói là tầm thường thôi. Biết lão chủ sự không tin nên hắn nói thẳng, trước tin không đề cập đến ta có nói dối hay không, ta chỉ hỏi một câu, với cấp bậc như đan chân khí thì chủ sự đại nhân sẽ trả bao nhiêu? Người cần bao nhiêu? Nhìn dáng vẻ nói chuyện nhẹ nhàng của Dương Bách Xuyên, lão chủ sự thuận miệng đáp, ta muốn đan dược có cấp bậc giống với đan lúc trước người thế chấp, một viên một vạn linh thạch hạ phẩm, có bao nhiêu lấy bấy nhiêu? Linh thạch không thành vấn đề. Được, bây giờ ta nói nhiều người cũng không tin, 3 ngày sau ta lại đến, tới lúc đó chúng ta bàn lại sau. Nhất ngôn cửu đỉnh, chỉ cần trong tay ngươi có đan dược thì lão hủ lấy hết, linh thạch không thành vấn đề. Hai người trò chuyện dăm 3 câu xong, Dương Bách Xuyên xác định điện mạo hiểm thật sự cần đan dược, còn lão chủ sự thì vẫn ôm thái độ nghi ngờ, căn bản không tin Dương Bách Xuyên có thể lấy ra được bao nhiêu đan dược. Nhiều lắm thì cũng chỉ có 2-3 viên thôi.
Có lẽ nó được lấy từ trong tay những tông môn cổ xưa của Sơn Hải giới, nhưng mà với điện mạo hiểm thì đan dược vô cùng khan hiếm. Sau khi trở lại khu vực cấm phía nam, vẫn là động Kim Ô. Sau khi nguyên thần của Dương Bách Xuyên trở về bản thể, hắn không có xuất động phủ, mà lại nghiên cứu việc luyện chế đan dược, chuẩn bị làm ăn với lão chủ sự điện mạo hiểm, Vân Môn xây một tòa mới ở phía nam cần quá nhiều thứ. Linh thạch là suối nguồn để tu luyện của người tu chân, đặc biệt là ở nơi cực kỳ thiếu linh khí trời đất như Châu Tây Sơn thì đồng tiền càng có giá trị hơn, cho dù là giao dịch gì thì cũng phải có mặt linh thạch. Dùng đan dược để đổi linh thạch, hơn nữa giá cả còn không thấp, thương vụ này rất có lời. Trong 3 ngày tiếp theo Dương Bách Xuyên bỏ ăn bỏ ngủ luyện chế đan dược, luyện chế 5 lò đan chân khí cấp cao trong mắt lão chủ sự, mỗi lò 12 viên, tổng là 60 viên đan dược. Tính theo mỗi viên có giá 1 vạn linh thạch, vậy thì hắn có 60 vạn linh thạch. Sau đó lại luyện chế thêm 10 lò đan tiểu tạo hóa, đan dược này thường được tu sĩ từ kim đan đến xuất khiếu cảnh dùng, nhưng mà hắn nếm thử xong thấy không có bao nhiêu tác dụng với mình, nhưng đối với đệ tử Vân Môn lại đều có hiệu quả, một hơi luyện chế 10 lò chắc đủ để mọi người trong Vân Môn dùng rồi. Có thể khiến cho tu vi của mọi người một phát bay vọt lên. Bây giờ tu vi của mọi người trong Vân Môn đặt ở Sơn Hải giới thật sự quá yếu. Nguyên Anh cảnh còn không được mấy móng, chứ đừng nói tới xuất khiếu cảnh. Trước mắt chỉ có mấy người đại đồ đệ Độc Cô Hối với tam đồ đệ Võ Kiếm, tỷ muội Lục Gia, Ngô Mặc Thu, Độc Cô Vô Tình là ở Nguyên Anh cảnh, còn những người khác vẫn đang dậm chân ở cảnh giới Kim Đan. Hắn tin với đám đan tiểu tạo hóa này có thể giúp cho những môn đệ tử đại viên mãn Kim Đan kỳ có thể bước vào cảnh giới Nguyên Anh. Nguyên liệu luyện đan trong tay đã tiêu hao kha khá, sau khi xuất quan Dương Bách Xuyên chuẩn bị giao dịch đan dược với lão chủ sự ở Vương Thành Mạo Hiểm, đổi lấy những thứ cần thiết. Xuất quan xong đi khắp nơi, tầm khoảng nửa tháng ở núi Tiểu Giao Trì đã có một tòa đại điện đột ngột mọc lên từ mặt đất, rất có khí thế. 200-300 đệ tử Vân Môn đều là người tu chân, tất nhiên sẽ cực kỳ nhanh chóng trong việc kiến tạo. Bước vào đại điện Vân Môn đã được tu sửa xong. Sau khi Dương Bách Xuyên đã gọi đầy đủ mọi người lại, hắn lấy ra đan tiểu tạo hóa rồi kêu Lục Tuyết Hy chia cho mọi người, dặn dò hạng mục công việc tu luyện, cũng hỏi qua vấn đề khó xử trong tiến độ tu sửa Vân Môn. Lục Tuyết Hy với tư cách là hộ pháp nêu lên ý kiến của bản thân với Dương Bách Xuyên, toàn bộ khu vực cấm phía nam quá lớn, nói chung nó không an toàn, vị trí hiện tại của chúng ta lại hoàn toàn không có phòng ngự, có khi sẽ bị yêu thú hay thổ phỉ xông tới. Điều đó rất nguy hiểm, cho nên ta kiến nghị lập tức bố trí đại trận phòng ngự. Lúc này Trần Bảy Roi phụ trách tu sửa chua xót nói, môn chủ tu sửa thuận tiện, dù sao chúng ta cũng là môn phái tu chân, bất kỳ kiến trúc gì đều cần phải có trận pháp thì mới tồn tại được. Bây giờ chúng ta không có trận pháp sư chỉ đạo tu sửa, thứ hai là cũng cần một vài thiên tài địa bảo để phụ trợ, mà chúng ta lại thiếu hết. Mọi người ngươi một câu, ta một lời bày tỏ quan điểm của mình. Tóm lại thành một câu là linh thạch, có linh thạch thì mọi thứ đều dễ làm hơn. Đối với chuyện này Dương Bách Xuyên cười cười nói, về chuyện linh thạch ta đã có kế hoạch rồi, chuyện này mọi người không cần đan dược, đưa danh sách vật liệu mọi người cần để tu sửa cho ta, ngày mai ta có thể giải quyết xong chuyện này. Sau khi mọi người nói xong, Lưu Tích Kỳ nói, Xuyên Tử, là ngươi kêu ta phụ trách việc sửa đại trận truyền thống, chuyện cần làm ta đã làm. Bây giờ chỉ còn thiếu một pháp sư am hiểu đại trận truyền thống, nếu không có người như thế thì những chuyện phía sau không thể tiến hành được. Trước mắt vấn đề của Lưu Thích Kỳ là cấp thiết nhất, nhưng Dương Bách Xuyên cũng không hiểu nhiều về đại trận truyền thống, sư phụ Vân Thiên Tà không còn nữa, lại không có cách nào tìm người học hỏi, bây giờ chỉ có thể đi tìm một người như vậy thôi, nhưng mà tìm ở đâu bây giờ? Đây là một vấn đề lớn, đại trận truyền thống không phải đại trận tầm thường. Là đại trận cực kỳ cổ xưa, chỉ có người tài thực sự am hiểu mới làm được, nếu không sửa chữa được đại trận truyền thống ở khu vực cấm phía nam, vậy thì giá trị của khu vực cấm phía nam sẽ suy giảm mạnh, nhưng nếu mà sửa được khu vực cấm phía nam sẽ có tiềm lực vô cùng lớn, đối với sự phát triển của Vân Môn là có ý nghĩa không thể đo lường được. Cho nên chuyện sửa chữa đại trận truyền thống là chuyện nhất định phải làm. Mọi người nghĩ cách xem, Hạ Lộ, A Hối, Võ Kiếm. Thời gian các ngươi đi Sơn Hải giới cũng tính là dài, suy nghĩ thử xem có người nào biết sửa chữa đại trận truyền tống không. Hạ Lộ lắc đầu nói, ta hàng năm đi theo bên cạnh sư phụ tu hành, chưa đi ra ngoài bao giờ nên chưa từng nghe sư phụ nói người nào am hiểu sửa chữa đại trận truyền thống.
Độc Cô Hối với Võ Kiếm tỏ ra xấu hổ nói, sư phụ bọn ta cũng chưa từng nói qua. Mọi người đều không biết ở đâu có tồn tại trận pháp sư am hiểu đại trận truyền thống, trong phút chốc đại điện rơi vào khoảng lặng. Nhưng mà đúng lúc này trong góc đại điện lại đột nhiên vang lên một giọng nói, Xuyên huynh đệ, à không, môn chủ đại nhân, lão mạnh ta đây đã từng nghe nói về một trận pháp sư chuyên nghiên cứu về đại trận truyền thống. Dương Bách Xuyên ngẩng đầu lên nhìn, người nói chuyện là Mạnh lão đầu, ông già này bây giờ cũng gia nhập Vân môn, lúc này ông ta đứng trong một góc đại điện. Lão Mạnh, ông tiến lên đây nói chuyện đi. Dương Bách Xuyên không ngờ người đến lại là Mạnh lão đầu, Mạnh lão đầu lọc lõi lăn lộn giang hồ, còn biết đến sự tồn tại của trận pháp sư. Nhưng mà nghĩ lại thì thấy có lý, kẻ cả đời đánh đấm sinh tồn lão lọc lõi, nói trắng ra là lợi dụng sơ hở để tu luyện, người như vậy thích đi lối tắt nhất. Mà người thích đi lối tắt thì hay thạo tin, kiến thức rộng hơn người thường, bởi vì những chuyện người thường không biết ông ta sẽ chú ý, chỗ người khác không đến ông ta sẽ đến nhìn xem, ý đồ tìm lối tắt có thể đi. Cho nên quả thực nói không chừng Mạnh lão đầu này sẽ mang đến cho hắn một niềm vui bất ngờ. Ánh mắt mọi người đều tập trung lên người Mạnh lão đầu vô cùng lôi thôi, thật ra nói thẳng ra là nếu ông ta không phải là người Dương Bách Xuyên dẫn về, mọi người còn không cho ông ta bước vào trong đại điện nữa. Nhưng vì là người Dương Bách Xuyên vẫn về nên ông ta mới có cơ hội được bước vào trong đại điện Vân Môn vừa tu sửa. Bây giờ không ngờ vấn đề mà ai nấy đều đau đầu là tìm kiếm trận pháp sư thì ông già này lại bảo ông ta biết. Thật sự khiến mọi người có cảm giác không đáng tin. Nhưng mà Dương Bách Xuyên kêu ông ta nói, mọi người cũng không ai ý kiến gì cả. Họ muốn nghe xem Mạnh lão đầu này có thể nói được gì. Mạnh lão đầu đứng trước mặt mọi người mà không hề lo lắng, gần đây toàn bộ Vân Môn không có bao nhiêu nguyên anh cảnh, xuất khiếu cảnh thì càng ít hơn nữa, chỉ có hai người Dương Bách Xuyên và Hạ Lộ, cộng thêm thích cách của ông ta già cả lọc lõi, ông ta lại càng không sợ gì hết. Mạnh lão đầu cảm giác được mình ở trước mặt những người trong Vân Môn, có chút không hợp nhau, ông ta biết muốn hòa nhập vào Vân Môn thì phải lập công mới được, hôm nay khi bọn Dương Bách Xuyên thảo luận chuyện này, Mạnh lão đầu đã biết cơ hội của mình tới rồi. Không có ai biết ông ta đã từng chu du toàn bộ sơn giải giới, đối với việc Dương Bách Xuyên muốn tìm một trận pháp sư có thể sửa chữa truyền thống trận, đúng là ông ta có biết một người như vậy tồn tại. Cho nên ông ta biết cơ hội lập công của mình tới rồi. Sau khi đi theo Dương Bách Xuyên bước vào Vân Môn, Mạnh lão đầu mới biết Vân Môn là tông môn mới vừa được thành lập, chứ không phải tông môn bản địa của sơn hải giới, mà là Vân Môn đến từ địa cầu, tất nhiên Mạnh lão đầu đã nghe qua sự tồn tại của địa cầu. Ở sơn hải giới gọi là ngoại hải giới. Tuy hiện tại đệ tử Vân Môn vô cùng nhỏ yếu, nhưng trải qua mấy ngày quan sát, ông ta phát hiện Vân Môn của Dương Bách Xuyên vô cùng độc đáo, có một cảm giác hoàn toàn khác biệt với các tông môn ở sơn hải giới. Loại cảm giác này Mạnh lão đầu suy nghĩ cẩn thận mấy ngày cuối cùng nhận ra đó là sức sống, là tông môn có tình thân. Điều này cực kỳ hợp khẩu vị của ông ta. Cho nên Mạnh lão đầu quyết định hòa nhập vào Vân Môn. Trở thành một thành viên thực sự của Vân Môn, ông ta thích tông môn có sức sống và tình thân như này. Phiêu bạc cả đời, ông ta chỉ muốn cắm rễ tại một tông môn, nhưng mà tông môn ở sơn hải giới lại chẳng cần một ông già khắm như ông ta. Đương nhiên dựa vào thực lực nguyên anh sơ kỳ của ông ta, tùy tiện tìm một gia tộc là được cung phụng, có thể sống thoải mái dễ chịu, nhưng cách làm đó, là khi cả đời này ông ta đừng nghĩ đến chuyện khôi phục tu vi nữa. Không ai biết Mạnh lão đầu ông ta cũng từng là người chinh phục cả sơn hải giới, tiếc là. Nhưng ở Vân Môn, ở trên người Dương Bách Xuyên ông ta thấy được hy vọng, hay là nói đây là một loại cảm giác. Trong mắt Dương Bách Xuyên hắn không thấu, loại nhìn thấu này không phải tu vi, mà là con người. Cho nên Mạnh lão đầu luôn có cảm giác ở bên cạnh Dương Bách Xuyên, ông ta có lẽ sẽ khôi phục được đỉnh cao ngày xưa. Nếu không có cơ hội. Cuối cùng ông ta sẽ hóa thành bùn đất. Đây là cơ hội đánh cuộc một lần, cho nên hôm nay ông ta đã đứng ra. Nghe thấy Dương Bách Xuyên kêu mình tiến đến nói chuyện, Mạnh lão đầu không hề e dè, bước lên hành lễ với Dương Bách Xuyên, nói, hồi bẩm môn chủ, trong phạm vi 90.000 gần hang ổ thổ phỉ phía nam có một gia tộc thổ phỉ cường thế là Dương gia, tộc nhà họ có một vị trận pháp sư say mê trận pháp truyền tống, có thể sửa chữa được đại trận truyền tống của Vân Môn chúng ta. Dương Bách Xuyên nhíu mày, hắn đã từng nghe nói đến Dương gia hang ổ thổ phỉ ở phía nam từ trong miệng Chu Điên,
Chu Điên thậm chí còn coi mình là người của gia tộc thổ phỉ này, không ngờ bây giờ Mạnh Lão Mạnh cũng nói đến gia tộc thổ phỉ này. Hơn nữa ở chỗ gia tộc thổ phỉ có tồn tại một người chuyên nghiên cứu về đại trận truyền tống. Mạnh Lão Đầu, ông nói thật ư? Dương Bách Xuyên có chút không tin. Lão Mạnh ta đây thề với trời, mỗi câu đều là thật, nếu nói khắp Sơn Hải giới ai là người hiểu về trận pháp truyền thống nhất, thì đó chính là Dương Vấn Thiên của Dương gia ở hang ổ thổ phỉ phía nam. Người này say mê con đường trận pháp, lấy trận nhập đạo, không phải chuyện đùa, còn có danh xưng là trận ma, cùng với một tên tán tu ở châu Đông Sơn gọi là Đông Tiên Tây Ma. Lý do hang ổ thổ phỉ phía nam đứng vững không ngã ở Dương gia, chính là vì có sự tồn tại của vị trận ma Dương Vấn Thiên, đã trở thành thế lực siêu mạnh của hang ổ thổ phỉ, thứ Dương Vấn Thiên am hiểu nhất là trận pháp truyền thống, cho nên người Dương gia đi lại ở châu Tây Sơn là không ai có thể bắt được. Cũng không ai có thể tìm được vị trí thật sự của Dương gia. Có tin đồn ở Dương gia vô vàn trận pháp, không ai tìm được, mà cho dù có biết Dương gia ở đâu thì cũng không thể xông vào trong muôn vàn trận pháp. Môn chủ muốn sửa chữa đại trận truyền tống khu vực cấm phía nam, ở Sơn Hải giới có lẽ chỉ có Dương Vấn Thiên có thể làm được thôi. Dương Bách Xuyên trầm ngâm một hồi, nhìn Mạnh Lão Đầu nói, nghe ý của ông, vị trận ma Dương Vấn Thiên được xưng là trận pháp. Không phải còn có một trận tiên tồn tại ở châu Đông sao? Trong ánh mắt Mạnh Lão Đầu hiện lên tia chua xót, ngay sau đó trả lời, trận tiên đã trở thành dĩ vãng, bây giờ chỉ có trận ma Dương Vấn Thiên là sửa được đại trận truyền tống, hơn nữa dù trận tiên có tồn tại thì cũng chẳng thể sửa chữa đại trận truyền tống. Đông trận tiên Tây trận ma, đều là tu luyện con đường trận pháp, cái nào cũng có điểm mạnh điểm yếu, trận ma Dương Vấn Thiên nghiên cứu về con đường trận pháp truyền tống. Còn Đông Trận Tiên am hiểu về trận pháp công kích, một cái là truyền tống, một cái là công kích, gọi là Đông Trận Tiên Tây Trận Ma. Lúc này đột nhiên Hạ Lộ lên tiếng, nghe Mạnh Lão Đầu nói thế, ta nhớ ra có một lần sư phụ kể cho ta nghe sự tích về Đông Trận Tiên Mạnh Trường Thanh và Tây Trận Ma Dương Vấn Thiên, hai người này vào trăm năm trước là nhân vật quan trọng ở Sơn Hải Giới. Quả thực có chuyện này, nhưng mà nghe nói trên con đường trận pháp, bọn họ không ai phục ai, sau khi đấu với nhau một trận. Đông Trận Tiên Mạnh Trường Thanh biến mất đâu không thấy, còn Dương Vấn Thiên cũng tuyên bố bế quan không bước vào Sơn Hải nữa. Nghe đồn 2.000 năm trước Đông Trận Tiên Mạnh Trường Thanh với Tây Trận Ma Dương Vấn Thiên có thể lấy trận pháp tu vi kim đan để giết cao thủ Nguyên Anh Đại Viên Mãn, danh tiếng truyền đi khắp toàn bộ Sơn Hải giới, nếu hai người đó còn tồn tại trên đời thì e rằng bây giờ tu vi đã thông thiên mất rồi. Nếu thật sự Dương Vấn Thiên có thể ra tay sửa chữa đại trận thì không thể tốt hơn nữa. Nhưng mà đi đâu tìm họ đây, có thể mời được không? Hạ Lộ dứt lời, mọi người bao gồm cả Dương Bách Xuyên đều hít sâu một hơi, ngàn năm trước có thể lấy trận pháp cảnh giới kim đan dùng để giết Nguyên Anh Đại Viên Mãn thì trình độ tạo trận pháp kinh khủng đến mức nào chứ? Nếu lời Hạ Lộ nói thật, đầu tiên chưa nói đến Lão Mạnh, mà Đông Trận Tiên biến mất đâu không có tung tích gì cả, Tây Trận Ma Dương Vấn Thiên tuyên bố bế quan, làm sao có thể khiến cho Dương Vấn Thiên xuất quan đây? Hay là nói đám người ngàn năm trước kia, chưa nói đến bây giờ đã đạt đến tu vi gì, mà bây giờ có thể mời họ được sao? Đây đúng là một vấn đề nan giải. Trong khi mọi người im lặng, khóe mắt của Dương Bách Xuyên đột nhiên thấy đôi mắt giáo giác của Mạnh Lão Đầu trong đại điện, lúc này trái tim Dương Bách Xuyên đột nhiên nhảy lên, nghĩ đến thứ gì đó. Sau đó hắn đứng dậy nói, trước tiên cứ vậy đi, về chuyện truyền thống trận ta sẽ nghĩ cách. Mọi người xây dựng gác mái cung điện Vân Môn trước đã, ta đến Vương Thành mạo hiểm một chuyến, chờ bán hết đan dược trong tay, sẽ không thiếu vật liệu với linh thạch để xây dựng nữa. Nói xong, khi sắp ra khỏi đại điện, hắn gọi Mạnh Lão Đầu, Lão Mạnh, ông theo ta đến Vương Thành mạo hiểm đi. Trên đường đến Vương Thành mạo hiểm, Dương Bách Xuyên vẫn luôn dùng con rối vô diệt, Mạnh Lão Đầu đi theo cạnh hắn, sau khi hai người bước ra khỏi khu vực cấm phía nam. Dương Bách Xuyên đột nhiên dùng ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Mạnh Lão Đầu nói, Lão Mạnh, ta tín nhiệm ông, nhưng có phải ông nên đối xử thành thật thẳng thắn với ta không? Mạnh Lão Đầu như đã sớm đoán được câu hỏi này của Dương Bách Xuyên, đôi mắt ông ta cực kỳ bình tĩnh, hơn nữa vào khoảnh khắc mà hơi thở lười nhác lôi thôi trên người ông ta biến mất không thấy đâu. Ông ta dùng giọng điệu vô cùng chậm rãi nói, ta chính là Đông Trận Tiên Mạnh Trường Thanh, ngươi có tin không? Dương Bách Xuyên nhìn Mạnh Lão Đầu. Suýt chút nữa đã bị một câu của ông ta làm sặc chết. Hắn vốn tưởng Mạnh Lão Đầu họ Mạnh, trong lòng suy đoán rất có thể ông ta có quan hệ gì đó với Đông Trận Tiên Mạnh Trường Thanh.
Trong lòng Dương Bách Xuyên nghĩ rất có thể Mạnh lão đầu này là hậu nhân của Đông Trận Tiên Mạnh Trường Thanh, ai ngờ ông ta lại thốt lên, ta chính là Trận Tiên Mạnh Trường Thanh. Tin được không? Tin cái đầu ngươi. Đây là phản ứng đầu tiên của Dương Bách Xuyên. Có điều khi hắn nhìn vào ánh mắt của Mạnh lão đầu, hắn biết ông ta không nói dối. Thế nhưng ngẫm lại cũng không thích hợp, theo tin đồn liên quan đến Đông Trận Tiên Mạnh Trường Thanh và Tây Trận Ma Dương Vấn Thiên mà Hạ Lộ từng nói, ngàn năm trước hai người này đều có tu vi kim đan kỳ, hơn nữa còn là nhân vật kỳ tài trên phương diện trận pháp, chắc chắn tốc độ tu luyện sẽ nhanh hơn tu sĩ bình thường rất nhiều. Có điều trước mắt Mạnh lão đầu chỉ là Nguyên Anh sơ kỳ, điểm này không hợp lý. Hơn 1.000 năm trôi qua, thiên tài trận pháp Mạnh Trường Thanh mới tu luyện tới Nguyên Anh sơ kỳ. Quá vô lý. Nhưng nhìn hai tròng mắt chứa đầy vẻ phức tạp và chua xót của Mạnh lão đầu, Dương Bách Xuyên nhìn ra ông ta đang rất nghiêm túc, cuối cùng hắn đành nói, ta tin. Từ ánh mắt của Mạnh lão đầu, nhất định trong này có ẩn giấu chuyện gì đó. Môn chủ, chúng ta vừa đi vừa nói chuyện, Mạnh lão đầu nói. Giờ phút này, khí tức cả người ông ta đều thay đổi, trở nên ung dung trầm ổn, đồng thời còn mang theo cảm giác không thể miêu tả bằng lời. Dương Bách Xuyên gật đầu, được, vậy thì kể ta nghe câu chuyện của ông đi. Lại nói tiếp, đều là chuyện xưa cả, không phải ta khoe khoang mà ta biết nếu mình không nói sẽ không lấy được sự tin tưởng của ngươi. Mạnh lão đầu than thở. Dương Bách Xuyên không ngắt lời ông ta, im lặng lắng nghe chuyện xưa của đối phương. Người đời đều biết ta và Tây Trận Ma Dương Vấn Thiên như nước với lửa nhưng đó chỉ là mặt ngoài mà thôi, thật ra mỗi lần chúng ta gặp mặt đều mắt cao hơn đầu, không ai phục ai, thường xuyên so đấu trận pháp, từ từ chúng ta trở thành tri kỷ, oan gia. Có một ngày chúng ta nhận được tin một di tích trận pháp thượng cổ xuất hiện tại một vùng hoang vu nào đó, cả hai liền hẹn nhau cùng tiến vào. Lúc nói đến đây, trong giọng Mạnh lão đầu tràn ngập chua xót, phải dừng lại một lát mới tiếp tục nói. Lúc ấy chúng ta đều đã luyện thành Nguyên Anh đại viên mãn, hơn nữa còn là loại người kiêu ngạo bất khuất, không sợ hãi cái gì. Kết quả lần đấy đã gặp phải nguy hiểm chưa từng có trước nay, trận pháp thượng cổ kia phức tạp và cường đại vượt quá sức tưởng tượng, bọn ta ở trong đó mấy chục năm mới có thể đi ra, tu vi của ta cũng tụt xuống đến Nguyên Anh sơ kỳ, từ nay về sau không thể tiến lên một bước. Bọn ta kích phát một trận pháp thượng cổ, lúc chạy ra ngoài thì phá vỡ trận pháp. Ta đỡ giúp Dương Vấn Thiên công kích của cổ trùng để ông ta bày truyền tống trận thì mới sống sót được. Thế nhưng cũng từ lần đó, trong đan điền của ta bị một con cổ trùng đến từ trận pháp thượng cổ đóng chiếm. Bao nhiêu năm qua mặc kệ ta hấp thu bao nhiêu linh khí đều bị ẩn nấp ở đan điền cổ trùng cắn nuốt, đây cũng là nguyên nhân tu vi ta nhiều năm như vậy không tiến vào mảy may, cũng nghĩ tới hết thảy biện pháp bất kể là luyện hóa hay là ngoại lực trừ, đều không có cách nào đem cổ trùng chiếm cứ đan điền ta xua đuổi ra ngoài. Không chỉ như thế, nếu ta không hấp thu linh khí vào đan điền cho cổ trùng, nó sẽ đói khát ăn Nguyên Anh của ta, mỗi lần bị cắn xé thần hồn đều đau nhức không chịu nổi. Có thể nói gần ngàn năm qua ta hoàn toàn bị cổ trùng khống chế, hiện tại không khác gì con rối biết đi. Nhiều năm như vậy, cổ trùng đã hoàn toàn đóng chiếm trong đan điền ta, nếu không đoán chừng tu vi của ta đã đạt tới phân thần cảnh. Sở dĩ hôm nay nói ra những lời này là vì muốn tìm một hoàn cảnh yên bình để tu luyện. Ta đi khắp Sơn Hải giới mấy năm qua là vì tìm cách lấy cổ trùng đóng chiếm đan điền ra. Kiểu nào cũng từng thử rồi nhưng mặc kệ lực lượng cường đại nào tiến vào đều bị cổ trùng cắn nuốt sạch sẽ. Nhiệt xúc kia quá yêu dị, cũng không biết là loại tồn tại gì, ta cũng bó tay không có cách nào giải quyết nó. Ta cảm giác cuối cùng sẽ có một ngày, khi nó hấp thu đủ linh khí trong đan điền hoặc tu vi đạt tới trình độ nhất định nào đó, lúc ấy sẽ là ngày chết của Mạnh lão đầu ta. Vì thế ta cũng nhận mệnh, hiện tại đành tránh ở đây tu luyện, trải qua những ngày tháng yên bình, có thể gặp được môn chủ hai lần cũng xem như là duyên phận giữa chúng ta. Giờ đây trở thành một phần tử của Vân Môn, ở lại Vân Môn hết nửa đời sau cũng là một lựa chọn không tồi. Hiện giờ môn chủ muốn tìm người chữa trị truyền tống trận, cũng chỉ có Dương Vấn Thiên mới có thể làm được, nếu không phải năm đó nhờ ta đỡ công kích của cổ trùng dùng Dương Vấn Thiên thì chắc hẳn hôm nay nó đang nằm trong đan điền của ông ta mới đúng. Vì vậy ông ta nợ ta một nhân tình. Nếu môn chủ muốn gặp Dương Vấn Thiên, Mạnh lão ta có thể đi cùng, người khác khó thể mời ông ta rời núi nhưng ta có thể. Thật ra ta tự mình đi cũng được, chẳng qua sào huyệt của ông ta răng đầy trận pháp, không tới xuất khiếu cảnh thì không vào được.
Vì vậy phiền môn chủ đi cùng ta, nhất định Dương Vấn Thiên sẽ cho ta mặt mũi. Trong lòng Dương Bách Xuyên đầy khiếp sợ, nếu như Mạnh lão đầu nói thật, vậy hắn nhặt được bảo bối rồi. Mạnh Trường Thanh được xưng là trận tiên, am hiểu trận pháp công kích, nếu vân môn có một người như trận tiên tồn tại thì những vấn đề trước mắt đều sẽ giải quyết dễ dàng. Tuy Dương Bách Xuyên cũng học trận pháp nhưng lại không chuyên sâu, hơn nữa hắn còn muốn làm rất nhiều việc, sao có thể mỗi ngày đều suy nghĩ cách bày trận. Mạnh lão đầu là Mạnh Trường Thanh. Dựa theo lời đối phương nói, đan điền của ông ta bị một con cổ trùng chiếm đoạt, như vậy tính ra Mạnh lão đầu cũng là người đáng thương. Mặc kệ sự thật thế nào, Dương Bách Xuyên vẫn muốn xác nhận một chút, nếu như trong đan điền Mạnh lão đầu thật sự có cổ trùng, như vậy ông ta chính là Đông Trận Tiên Mạnh Trường Thanh thật. Mạnh lão đầu, ta có thể xem tình huống bên trong đan điền của ông không? Dương Bách Xuyên ngẫm một hồi vẫn hỏi. Không có việc gì, môn chủ cứ việc xem xét. Đương nhiên Mạnh lão đầu cũng biết Dương Bách Xuyên không có khả năng chỉ nghe lời ông ta một lần đã tin tưởng nên đồng ý rất sảng khoái. Dò xét đan điền của người khác là điều cấm kỵ trong giới tu sĩ, bởi vì nơi này là căn cơ của mỗi tu sĩ, không thể tùy tiện cho người khác xem. Được Mạnh lão đầu cho phép, Dương Bách Xuyên không khách khí, thả linh thức vào trong đan điền của ông ta. Khi linh thức của Dương Bách Xuyên tiến vào đan điền Mạnh lão đầu, hắn chỉ thấy đan điền ông ta trống rỗng không có chút chân khí nào tồn tại, trên đầu nguyên anh của đối phương có một con cổ trùng gần như trong suốt, dáng vẻ khá giống linh trùng nhân diện lúc trước, bé hơn sâu một chút. Quả nhiên như Mạnh lão đầu nói, cổ trùng to bằng ngón tay cái đang liên tục cắn nuốt chân khí trong nguyên anh của ông ta, từ khí tức thì cảm giác nó rất cường đại. Hắn không tin, lại duỗi linh thức về phía cổ trùng thử thăm dò. Bỗng nhiên một giây sau, sức mạnh linh thức của hắn bị cổ trùng kia cắn nuốt một ngụm, Dương Bách Xuyên hoảng sợ vội vàng cắt đứt tia linh thức thả vào trong cơ thể Mạnh lão đầu, trong lòng hít một hơi thật sâu. Quả nhiên đối phương không nói dối, xem ra tất cả đều là sự thật. Thế nào, ta không lừa ngươi chứ? Giọng điệu Mạnh lão đầu tràn ngập chua xót. Dương Bách Xuyên hoảng hốt, dựa theo phỏng đoán của hắn, hẳn cổ trùng trong cơ thể Mạnh lão đầu cũng là dị chủng như linh trùng nhân diên của hắn. Tu vi thật sự của ông ta đã đạt tới cấp bậc phân thần cảnh sơ kỳ, đặc biệt khủng bố. Gần ngàn năm qua, linh khí Mạnh lão đầu hấp thu được đều cung cấp cho cổ trùng trong đan điền hết rồi, hơn nữa tu vi của ông ta có thể dừng lại ở nguyên anh sơ kỳ là một kỳ tích. Đúng như Mạnh lão đầu nói, sớm muộn gì cũng có một ngày ông ta sẽ chết, bị cổ trùng trong đan điền hút khô. Dương Bách Xuyên lắc đầu, đồng tình nhìn ông ta, Mạnh lão đầu, ông yên tâm, ông đã gia nhập vân môn. Ta là môn chủ sẽ nghĩ mọi cách giúp đỡ, không thể để đường đường một trận tiên như ông lại bị một con cổ trùng cắn nuốt. Đa tạ ý tốt của môn chủ, đáng tiếc ta không cứu được, cổ trùng trong đan điền là thứ ta dính phải trong trận pháp thượng cổ, muốn tiêu diệt nó khó như lên trời. Mạnh lão đầu gia nhập vân môn bởi vì xem trọng điểm đặc biệt không giống người thường của Dương Bách Xuyên, đồng thời tìm cho bản thân một cơ duyên. Về phần cổ trùng trong đan điền, ông ta cũng bất đắc dĩ lắm rồi. Có thể diệt được thì diệt, không được thì nhận mệnh thôi. Cảm nhận được vị đắng chát trong lời Mạnh lão đầu, Dương Bách Xuyên nghiêm túc nói, ta không nói giỡn, tuy rằng cổ trùng trong đan điền ông rất cường đại nhưng trên người ta còn có dị trùng lợi hại hơn cả cổ trùng, là vua của mọi loại trùng. Có lẽ hiện tại nó vẫn chưa đối phó được cổ trùng trong đan điền của ông nhưng chờ dị trùng trên người ta trưởng thành, nhất định sẽ có rất nhiều cơ hội. Mạnh lão đầu nghe thấy Dương Bách Xuyên nói vậy. Toàn thân ông ta run lên khe khẽ. Ông ta không nhìn thấu được Dương Bách Xuyên, cho rằng Dương Bách Xuyên không giống người thường, ông ta quyết định cho bản thân một cơ hội thử may mắn, lỡ may Dương Bách Xuyên có cách cứu mình thật thì sao? Rốt cuộc lúc trước ông ta có nghe đồn Dương Bách Xuyên là một đại yêu của Thành Yêu Quang, hơn nữa còn mất tích một cách bí ẩn, sau lại nghe đồn người đứng sau lưng Dương Bách Xuyên là sứ giả biên giới của Sơn Hải giới Hóa Thê Lương. Mạnh lão đầu. Hoặc là nói Mạnh Trường Thanh cũng biết Hóa Thê Lương sẽ không cần một người kém cỏi. Nếu Hóa Thê Lương đứng sau lưng Dương Bách Xuyên có thể ra tay cứu người thì có lẽ sẽ có cơ hội. Hiện tại Dương Bách Xuyên nói dị trùng trên người hắn cũng có khả năng loại bỏ cổ trùng, điều này khiến cho Mạnh lão đầu thầm lóe lên một tia hy vọng trong lòng. Chung quy thì làm gì có ai lại muốn chết chứ, Đông Trận Tiên của ông ta cũng không ngoại lệ. Môn chủ, thật vậy chăng? Mạnh lão đầu kích động hỏi. Chuyện này ta lừa ông làm gì, ta có nói nếu ông đã là người của vân môn ta,
ta sẽ tự nghĩ cách, sẽ không để ông chết. Ông đến gần đây nhìn xem trùng tử linh trùng mặt người mà ta đã nhắc đến. Chính là trùng vương của các loại trùng, chỉ cần trùng tử tiến hóa thêm một lần nữa, chắc sẽ có biện pháp loại bỏ cổ trùng bên trong đan điền của ông thôi. Khi đang nói chuyện, Dương Bách Xuyên cầm lấy trùng tử ở trên đầu đưa cho Mạnh lão đầu xem. Ui cha, chủ nhân có thể nhẹ tay chút được không, người ta đang ngủ đó. Trùng tử nói tiếng người, đầy miệng oán giận. Mạnh Trường Thanh được mở mang tầm mắt, đây là lần đầu tiên ông ta nhìn thấy một con sâu có thể nói tiếng người, ngày trước cũng từng thấy trùng tử ở trên đầu Dương Bách Xuyên nhưng nó lại không có bất kỳ hơi thở gì, Mạnh Trường Thanh còn tưởng rằng nó chỉ là cái kẹp tóc. Không ngờ nó lại là một con dị trùng. Trùng tử, trong đan điền của Mạnh lão đầu có một con cổ trùng, người có cách giải quyết nào không? Dương Bách Xuyên hỏi. Phải xem qua mới biết được, đợi ta quan sát kỹ rồi hãng nói. Trùng tử nói xong, vèo cái hóa thành một tia sáng trắng bay về phía cánh tay của Mạnh lão đầu, biến mất trong nháy mắt. Nó trực tiếp chui vào trong cơ thể của Mạnh Trường Thanh. Chuyện này, Mạnh Trường Thanh khiếp sợ, đan điền đã có một con cổ trùng khiến ông ta sống không bằng chết rồi, hiện tại lại thêm một con nữa chui vào, ông ta không thấy sợ mới là lạ. Mạnh lão đầu cứ thả lỏng đi, trùng tử sẽ không sằng bậy đâu. Dương Bách Xuyên cười giải thích. Cũng chỉ mong là vậy. Mạnh Trường Thanh cười khổ, không làm như vậy thì cũng chẳng còn cách nào nữa. Ông ta không đắc tội với trùng tử của Dương Bách Xuyên, cảm giác cũng vô cùng kỳ quặc. Điều này khiến cho Mạnh Trường Thanh âm thầm lóe lên một tia hy vọng trong lòng. Có lẽ trùng tử của Dương Bách Xuyên thật sự có thể mang đến niềm vui bất ngờ cho ông ta cũng nên. Tuy rằng Dương Bách Xuyên vừa an ủi Mạnh Trường Thanh không cần phải hoảng sợ, nhưng thật ra trong lòng hắn cũng thấp thỏm, cảm thấy lo cho trùng tử. Hắn thầm than trùng tử quá lỗ mãng, hơi thở của con cổ trùng trong cơ thể Mạnh Trường Thanh ngang ngửa với tu vi phân thần cảnh, nó tùy tiện chui vào xem xét như vậy, lằng nhằng là ăn thiệt ngay, thậm chí còn chẳng kịp nhắc nhở nữa ấy chứ. Hai người vừa dứt lời, một tia sáng trắng bay ra khỏi cơ thể của Mạnh Trường Thanh, đúng là trùng tử. Dương Bách Xuyên vốn tưởng rằng trùng tử sẽ bị dọa sợ nhảy dựng, không ngờ sau khi trùng tử chui vào cơ thể của Mạnh Trường Thanh quan sát xong, trên gương mặt bé tí tẹo teo của trùng tử lại là vẻ kinh ngạc kích động. Trùng tử, người có sao không? Dương Bách Xuyên gấp giọng hỏi. Chủ nhân, ta chính là trùng vương chi vương, sao có thể xảy ra chuyện được? Chủ nhân yên tâm, tuy rằng cổ trùng trong đan điền của Mạnh lão đầu không phải thứ tầm thường nhưng muốn đả thương ta thì vẫn chưa đủ trình. Trùng tử vỗ nhẹ cái cánh bé tin hin, trên mặt tràn ngập biểu cảm kiêu ngạo nói. Không có chuyện gì là tốt rồi, về sau không được lỗ mãng hấp tấp nữa, đã biết chưa? Dương Bách Xuyên hằm mặt dặn dò. Biết rồi chủ nhân, sau này trùng tử sẽ nghe chủ nhân. Trùng tử bé như cái bánh pudding thật ra vẫn rất nghe lời. Sau khi gật đầu, Dương Bách Xuyên hỏi tiếp, trùng tử ngươi thấy thế nào, nếu nghĩ cách để ngươi tiến hóa thêm lần nữa? Liệu có chắc chắn xử lý được cổ trùng trong đan điền Mạnh lão đầu mà không làm tổn thương ông ấy không? Nếu giúp ta tiến hóa thêm lần nữa, đương nhiên không có vấn đề gì cả, nhưng mà chủ nhân, ta muốn tiến hóa một lần nữa cũng không dễ dàng, cần có cơ duyên cơ, nhưng mà... Hiện tại có một cách có thể đối phó cổ trùng trong đan điền Mạnh lão đầu, không cần phải chờ ta tiến hóa mà vẫn có thể làm được. Trùng tử phát ra tiếng nói nũng nịu như em bé. Là cách gì? Cách gì? Dương Bách Xuyên và Mạnh Trường Thanh gần như đồng thời đưa ra câu hỏi. Mạnh Trường Thanh kích động đến mức toàn thân run lên, không ngờ hiện tại dị trùng của Dương Bách Xuyên lại có cách. Chỉ nghe trùng tử nói, để ta chui vào đối chiến với cổ trùng trong đan điền của Mạnh lão đầu, chỉ cần cho ta đủ thời gian, ta có thể hoàn toàn cắn nuốt cổ trùng trong cơ thể Mạnh lão đầu. Đến lúc đó ta cũng có thể hoàn thành một lần tiến hóa. Ây, Dương Bách Xuyên lập tức trợn trắng mắt. Nhóc con này bảo đây là biện pháp á. Đan điền của Mạnh Trường Thanh có một con cổ trùng mà suýt chút nữa bị hành đến phát điên, hiện tại lại thêm một con nữa chui vào, ông ta trụ nổi không? Hơn nữa nghe ý trùng tử thì có vẻ nó muốn vào trong đấu với cổ trùng, làm vậy sao được? Hắn vất vả lắm mới tìm được một trận pháp sư chuyên nghiệp cho vân môn, hơn nữa còn là một người được xưng là trận tiên. Trùng tử chui vào quậy với cổ trùng. Không chừng sẽ khiến Mạnh Trường Thanh đi đời nhà ma mất. Điều này tuyệt đối không được xảy ra. Ta nói nè trùng tử, đây là một ý tưởng vô dụng đó ngươi có biết không?
Nếu cổ trùng trong đan điền Mạnh lão đầu bị ngoại lực uy hiếp, nó sẽ cắn trả Mạnh lão đầu đầu tiên. Ý tưởng này ngươi sẽ cướp đi cái mạng già của Mạnh lão đầu, không được, vẫn nên chờ ngươi tiến hóa xong thì hãy lại nghĩ cách tiếp. Dương Bách Xuyên bác bỏ ý tưởng vô dụng của trùng tử. Chủ nhân ngươi lo lắng quá rồi, ta là linh trùng mặt người, được xưng là trùng vương chi vương, một con trùng dù có mạnh tới cỡ nào thì khi ở trước mặt linh trùng mặt người chúng ta đây, đều phải dè chừng, đây là lực lượng uy áp trời sinh. Chỉ cần cho ta thời gian tiến vào đối chiến với cổ trùng trong đan điền Mạnh lão đầu trước, chỉ cần chiến thắng là ta có thể từ từ bào mòn cổ trùng đến chết, hơn nữa ta còn có thể tiến hóa một lần nữa đó. Trùng tử bắt đầu giải thích cho Dương Bách Xuyên. Giờ phút này sắc mặt của Mạnh lão đầu bắt đầu trở nên không rõ. Ông ta nghe được lời nói của trùng tử, tuy rằng ý tưởng của trùng tử rất mạo hiểm, làm không khéo thì cái mạng già của mình sẽ đi đời nhà ma luôn. Nhưng Mạnh lão đầu đã bị cổ trùng tra tấn đến mức sắp sụp đổ, chợt nghe được lời này của trùng tử, đây là biện pháp duy nhất mà ông ta đã nghe được trong 1000 năm qua. Ông ta động tâm. Mạnh Trường Thanh nhìn trùng tử, không nhịn được hỏi, xin hỏi tinh linh đại nhân. Không biết ngài nắm chắc được mấy phần và phải mất thời gian bao lâu. Vốn dĩ Dương Bách Xuyên định khuyên nhủ, nhưng sau khi hắn nhìn thấy ánh mắt khát vọng của Mạnh Trường Thanh, cuối cùng vẫn thôi. Mặt khác, hắn cũng có niềm tin đối với trùng tử. Nên hắn không nói gì cả, khẽ gật đầu với trùng tử ý bảo trùng tử giải thích cho Mạnh Trường Thanh. Tiến vào trong cơ thể ngươi chiến đấu với cổ trùng, nắm chắc 80% thành công. Còn về phần bào mòn cổ trùng đến chết hẳn, chuyện này thì tùy duyên thôi, có lẽ ta chỉ cần một ngày, cũng có lẽ phải mất một năm, thậm chí là lâu hơn nữa. Nhưng ta bảo đảm chắc chắn sẽ không quá 3 năm, trong vòng 3 năm ta nhất định có thể giải quyết xong cổ trùng trong đan điền ngươi. Trùng tử nghiêm túc nói bằng chất giọng trẻ con. 3 năm, Mạnh lão đầu thất thanh nói. Ê này ông già à, 3 năm là nhanh lắm rồi đó, ta sẽ dốc hết sức lực, nếu đợi ta tiến hóa thành công. Hiển nhiên khả năng thành công sẽ cao hơn nữa, đối phó cổ trùng cũng sẽ nhanh hơn. Nhưng muốn giúp ta tiến hóa đâu có dễ dàng như vậy, 10 năm 8 năm cũng chưa chắc có thể tiến hóa thành công, phải biết rằng cái thứ bên trong đan điền của ngươi chính là cổ trùng mà Vu tộc thượng cổ đã nuôi dưỡng, không phải ta coi khinh nhân tộc các ngươi mà là loại cổ trùng này, ngoại trừ ta ra thì các ngươi vẫn chưa có biện pháp để giải quyết, đã hiểu chưa? Trùng tử giống như con mèo bị giẫm trúng cái đuôi, nói tằng tằng như súng máy lên đạn vậy. Ấy, tinh linh hiểu lầm rồi, ta, chỉ cảm thấy 3 năm là quá nhanh, cầu xin tinh linh hãy cứu ta. Mạnh lão đầu vội vàng giải thích, ông ta quyết định đánh cuộc một phen. Trùng tử làm mặt xấu, nói thế mới đúng chứ, nhưng mà ngươi cầu xin ta cũng vô dụng, nếu muốn thì cầu xin chủ nhân nhà ta đi, chủ nhân không lên tiếng, ta sẽ không cứu ngươi đâu. Giờ khắc này Dương Bách Xuyên thật muốn hôn trùng tử một cái. Cuối cùng cũng không phí công nuôi dưỡng nhóc con này, nó đã chuyển đối tượng mà Mạnh lão đầu sẽ phải nợ ân huệ sang chủ nhân là mình đây. Mạnh Trường Thanh nghe vậy vội vàng định quỳ xuống trước mặt Dương Bách Xuyên, nói, xin môn chủ lên tiếng, cứu Mạnh lão đầu. Dương Bách Xuyên thấy vậy thì đỡ ông ta lên nói, Mạnh lão đầu, ông lại thế nữa rồi, ta đã nói hiện tại ông là người của Vân Môn. Nếu cứu được, đương nhiên là ta sẽ cứu ông rồi. Nói xong hắn còn bổ sung thêm, nhưng mà ông hãy suy nghĩ cho kỹ, tuy rằng trùng tử khá chắc chắn, nhưng chung quy lại vẫn sẽ có nguy hiểm. Cảm ơn môn chủ đã lo lắng, nhưng ta vẫn quyết định thử xem, cùng lắm thì chết sớm một chút mà thôi, không sao cả, nhưng nếu tinh linh của chủ nhân mà thành công, từ nay về sau Mạnh lão đầu ta chính là người hầu của chủ nhân, là người của Vân Môn, nhất định sẽ cúc cung tận tụy phục vụ tông môn đến chết mới thôi. Nói đến mức ngay cả lời thề cũng đã lôi ra rồi. Người nào đó họ Dương thấy thời cơ cũng chín muồi rồi, nghiêm túc nói với trùng tử, ta nói ngươi nghe này, bằng mọi cách cũng phải giữ được tính mạng cho Mạnh lão đầu, đã biết chưa? Chủ nhân yên tâm, chắc chắn không thành vấn đề, ngươi cứ đợi đấy mà xem ta xử lý con cổ trùng kia như thế nào. Chẳng qua chỉ là nhiều chân khí hơn chút thôi, đợi ta cắn nuốt nó là được. Khi trùng tử đang nói, nó đã gấp không chờ nổi mà chui vào trong cơ thể của Mạnh Trường Thanh. Ngay sau đó, chỉ thấy sắc mặt của Mạnh Trường Thanh biến đổi, lập tức ngã xuống đất. Dương Bách Xuyên biết là trùng tử đang ra tay, cổ trùng bắt đầu cắn trả, hiện tại phải chờ xem trùng tử có thể thắng được cổ trùng hay không.
Dương Bách Xuyên nhìn Mạnh Trường Thanh đau khổ lăn lộn dưới đất, trong lòng giật giật khóe miệng, cũng không biết trùng tử có được hay không, động tĩnh thế này cũng lớn quá rồi. Cũng may thời gian thật sự không kéo dài bao lâu, chưa tới 5 phút đồng hồ thì Mạnh Trường Thanh đã ngừng lăn lộn. Chủ nhân, thành công rồi, ta đã kiềm chế cổ trùng thành công, tiếp theo phải dựa vào thời gian để mài chết nó. Trong đầu Dương Bách Xuyên truyền tới giọng nói của trùng tử, điều này khiến hắn cuối cùng cũng thở phào một hơi. Sau đó Dương Bách Xuyên đi qua đỡ Mạnh Trường Thanh đang nằm dưới đất dậy. Lão Mạnh, ông cảm thấy thế nào rồi? Dương Bách Xuyên vừa nói vừa đỡ Mạnh Trường Thanh dậy, kết quả sau khi hắn thấy sắc mặt của ông ta thì không khỏi hoảng sợ tới nhảy dựng. Chỉ thấy sắc mặt Mạnh Trường Thanh trắng bệch như tờ giấy, trên mặt toàn là những giọt mồ hôi màu vàng lớn chừng hạt đậu, lưng áo phía sau cũng ướt đẫm mồ hôi. Đừng thấy chỉ chưa tới 5 phút, nhưng chưa tới 5 phút đồng hồ này với Mạnh Trường Thanh mà nói chẳng thua gì một lần chịu cực hình. Ta, không sao, đa tạ môn chủ quan tâm. Lão Mạnh suy yếu nói. Đừng nói chuyện, trước tiên ông hãy điều chỉnh một phen đi. Dương Bách Xuyên trở tay lấy ra một viên đan chân khí cho Mạnh Trường Thanh. Đa tạ môn chủ, Mạnh Trường Thanh không hề khách sáo, giờ phút này đan điền của ông ta đã trống rỗng, đi ngang qua quỷ môn quan một trận thật sự cần điều dưỡng. Dương Bách Xuyên đứng bên cạnh hộ pháp cho ông ta, hắn nhìn Lão Mạnh nhắm mắt điều dưỡng, kỳ thật trong lòng rất vui mừng. Trùng tử ra tay thành công. Bây giờ chỉ là vấn đề thời gian, chỉ cần trùng tử luyện hóa cổ trùng trong cơ thể Mạnh Trường Thanh thì tương lai Mạnh Trường Thanh chính là bậc thầy trận pháp của Vân Môn. Đương nhiên hiện tại Dương Bách Xuyên vẫn chưa biết Mạnh Trường Thanh được xưng là trận tiên, cuối cùng thành tựu trên phương diện trận pháp cao bao nhiêu, có điều có lẽ cũng sẽ không quá tệ, nếu không làm sao có thể được gọi là trận tiên. Hơn nữa theo như những gì Hạ Lộ nói. Sư phụ nàng Thanh Sắc Giao Long đã nghe qua ngàn năm trước Mạnh Trường Thanh đã thành danh trên phương diện trận pháp, có thể dựa vào trận pháp liền chém giết tu chân giả Nguyên Anh Đại Viên Mãn ở Tu Vi Kim Đan, nhìn từ điểm này thì trình độ trận pháp của Mạnh Trường Thanh tuyệt đối không thấp. Dù sao Vân Môn có thêm một trận pháp sư, chuyện này với Vân Môn vừa mới cất bước kiến thiết là chuyện cực tốt. Nửa canh giờ sau, Mạnh Trường Thanh mở mắt ra, sau đó không lập tức bất ngờ vui vẻ vái lại Dương Bách Xuyên. Đa tạ ơn tái sinh của môn chủ, ta đã cảm giác được chân khí trong đan điền, cổ trùng không còn hấp thu linh khí trong đan điền của ta nữa, đa tạ môn chủ. Mạnh Trường Thanh biết ơn khôn xiết, đã gần ngàn năm rồi ông ta không có cảm giác linh khí ở trong đan điền, thật tốt đẹp. Ngày xưa bất kể ông ta hấp thu bao nhiêu linh khí vào đan điền cũng sẽ bị cổ trùng trực tiếp hấp thu, bây giờ linh khí ở lại đan điền, điều này cho thấy linh trùng nhân diện của Dương Bách Xuyên thật sự đã thành công. Mạnh Trường Thanh như tỏa ra sức sống lần nữa, trên mặt vô cùng kích động. Đây là chuyện tốt, yên tâm đi, đợi trùng tử triệt để cắn nuốt cổ trùng thì tu vi của ông có thể khôi phục lại đỉnh cao ngày xưa, tiến thêm một bước cũng không có. Tất cả là nhờ ơn tái sinh của môn chủ, Lão Mạnh không thể báo đáp, sau này nhất định sẽ cúc cung tận tụy cho Vân Môn ta. Được rồi, đừng khách sáo nữa, ta còn trông chờ ông bố trí trận pháp xây dựng Vân Môn đấy. Sau này có rất nhiều cơ hội cho ông ra sức. Nếu ông đã không sao thì chúng ta mau tới Vương Thành mạo hiểm đi. Không thành vấn đề, ta đã cảm thấy sức mạnh của cổ trùng đang biến mất, dị trùng của chủ nhân thật không hổ là vua của vô trùng, thần trong thiên địa. Lúc hai người sắp đến gần Vương Thành mạo hiểm, Dương Bách Xuyên tìm một cồn cát đào một cái động cát rồi nói với Mạnh Trường Thanh, Lão Mạnh, ở Vương Thành mạo hiểm ta từng đắc tội với túc lão thứ ba của điện mạo hiểm Viên Thiên Cương. Bản thể không thể vào thành, chỉ có thể dùng thân xác con rối đi vào. Ông chờ ở bên ngoài, ta gọi con rối ra. Vâng, Lão Mạnh biết rồi. Mạnh Trường Thanh nghe mà sững sờ, không ngờ rằng Dương Bách Xuyên lại to gan như vậy, thế mà lại đụng chạm với túc lão của điện mạo hiểm, hơn nữa còn có thân xác con rối, ngược lại không ngờ tới. Sau khi Dương Bách Xuyên đi vào động thì vung tay lên, con rối vô diện xuất hiện, sau đó nói với không khí, Thu Nhi. Giúp ta hộ pháp chăm sóc bản thể, ta tiến vào Vương Thành mạo hiểm đây. Tiên sinh yên tâm, nhất định Thu Nhi sẽ cẩn thận bảo vệ chân thân của tiên sinh. Trong bóng tối, Ngô Mặc Thu xuất hiện, nàng vẫn luôn đi theo bên cạnh Dương Bách Xuyên như cái bóng. Được, ta đi đây. Sau khi ra khỏi động cát, Dương Bách Xuyên bày một cái cấm chế ở cửa động, sau đó dùng cát vùi lấp cửa động rồi mới nói với Mạnh Trường Thanh, đi thôi Lão Mạnh.
Sau khi hai người tiến vào vương thành mạo hiểm thì đi thẳng tới đại sảnh mạo hiểm. Lần nữa đi vào khu vực bản đồ tìm lão chủ sự. Trên thực tế đại sảnh mạo hiểm có nơi chuyên môn giao dịch thiên tài địa bảo đan dược, có điều trong lòng con người đều coi trọng ấn tượng ban đầu, Dương Bách Xuyên và lão chủ sự cũng xem như quan hệ quen thân đánh nhau hai lần, tất nhiên sẽ đi tìm ông ta. Đương nhiên bọn họ cũng đã hẹn cẩn thận. Lão chủ sự vẫn giống như lúc trước, nằm trong quầy hàng ngủ. Dương Bách Xuyên đi qua gõ gõ mặt bàn nói, chủ sự đại nhân. Lão chủ sự tỉnh giấc từ trong mờ mịt, sau khi ông ta xoa xoa mắt thấy là Dương Bách Xuyên thì đột ngột bật dậy, vô diện huynh đệ. Mau 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 mời tới hậu đường. Lần trước Dương Bách Xuyên từng nói muốn giao dịch đan dược, ông ta không coi là thật, nhưng hôm nay khi gặp lại Dương Bách Xuyên thì lão chủ sự đã biết có mối làm ăn rồi, vì vậy ông ta vô cùng nhiệt tình. Sau khi ngồi xuống, lão chủ sự nhìn thoáng qua Mạnh Trường Thanh đứng sau lưng Dương Bách Xuyên, hoàn toàn giống như người hầu đứng sau lưng Dương Bách Xuyên. Trong lòng ông ta càng tò mò về thân phận của Dương Bách Xuyên, có điều ông ta cũng không hỏi. Hai lần qua lại với Dương Bách Xuyên, người ta có thể lảng tránh thì hiển nhiên không muốn bại lộ thân phận, hỏi ngược lại không phải chuyện tốt. Sau khi cho người dâng trà, lão chủ sự vẻ mặt nhiệt tình nhìn Dương Bách Xuyên, vô diện huynh đệ tới vì chuyện đã nói lần trước sao. Dương Bách Xuyên nâng chung trà lên cười cười gật đầu. Lão chủ sự liền lên tinh thần, quả nhiên là tới vì giao dịch đan dược lần trước, cũng không biết có bao nhiêu viên đan dược. Có điều bất kể bao nhiêu thì vẫn là chuyện tốt với lão chủ sự, đan chân khí lần trước đã bị cao tầng phía sau ông ta chú ý, cố ý dặn dò để ý khách phiêu lưu tên vô diện này, người phía sau lão chủ sự vô cùng coi trọng giao dịch đan dược. Mà đối với lão chủ sự thì chỉ cần ông ta có thể đạt được 3 viên đan chân khí nữa từ tay Dương Bách Xuyên là có thể tiến thêm một bước ở vị trí hiện tại, được đại nhân vật sau lưng đề bạt. Trong cơ cấu khổng lồ của toàn bộ đại sảnh mạo hiểm, hay nói cách khác là điện mạo hiểm hiện tại thì lão chủ sự chính là chủ sự nhỏ ở dưới tầng chót nhất, sau khi tiến thêm một bước chính là trung tầng, thậm chí là cao tầng đại sảnh mạo hiểm, sẽ phụ trách vị trí có quyền lợi và lợi ích lớn hơn. Lúc lão chủ sự nghĩ tới điều này thì trong đầu vô cùng cuồng nhiệt, vô diện huynh đệ, ngươi xem ta già rồi nên hồ đồ, chúng ta xem như là lần thứ 3 gặp mặt, tiểu lão nhân quên giới thiệu bản thân. Ta tên Tiền Kim Ngôn, xem như là một mạch túc lão thứ 9 của điện mạo hiểm, ngươi gọi ta lão Tiền là được rồi. Tiền Kim Ngôn tự báo tên họ và gia môn. Phụt! Tiền Kim Ngôn! Sao ông không tên là Toàn Tiền Nhãn chui qua cái lỗ trong đồng tiền xu, nghe thấy tên Tiền Kim Ngôn thì phun nước trà, văng đầy mặt Triệu Thiên Kích, trong lòng buồn cười. Dương Bách Xuyên đặt chén trà xuống nghe thấy câu hỏi của Tiền Kim Ngôn, mang tới mấy viên đan dược. Hắn lập tức nhếch miệng, vung tay lên, bốn bình đan dược xuất hiện trên cái bàn trước mặt Tiền Kim Ngôn, lúc này hắn mới cười nhạt nói, bốn bình, mỗi bình 12 viên đan chân khí, tổng cộng 48 viên. Cấp bậc giống như lần trước. Tổng cộng hắn luyện chế ra 5 bình đan chân khí, để lại trên người 1 bình, chuẩn bị giao dịch 4 bình. Cái gì? 48 viên, Tiền Kim Ngôn nghe Dương Bách Xuyên hời hợt thốt ra một con số thì biến sắc đứng bật dậy, sắc mặt ông ta lập tức ửng hồng. Chuyện này đã nằm ngoài sự tưởng tượng của ông ta, vốn dĩ ông ta cho rằng Dương Bách Xuyên chỉ có thể mang 2-3 viên đã nhiều lắm rồi, không ngờ rằng sẽ có tới 48 viên. Lần này trong lòng Tiền Kim Ngôn không còn bình tĩnh, chuyện này với ông ta mà nói thật sự là một công to. Lần trước sau khi nộp lên trên 2 viên đan chân khí thì ông ta đã được túc lão thứ 9 chú ý, còn khen ngợi ông ta, lần này 48 viên, với Tiền Kim Ngôn mà nói chính là công lao ngất trời, làm sao có thể không kích động. Hai mắt Tiền Kim Ngôn sáng lên, ông ta đặt lọ đan dược trong tay xuống sau đó kiểm tra một chút, quả thật có đủ 48 viên đan chân khí. Phẩm cấp giống hệt như loại đã thế chấp lúc trước, không hề kém cạnh chút nào. Dựa theo thỏa thuận lần trước với Dương Bách Xuyên, một viên đan chân khí có giá 1 vạn linh thạch hạ phẩm, 48 viên đan chân khí sẽ là 48 vạn linh thạch. Đây là một số tiền rất lớn, quyền hạn của ông ta chỉ có 5 vạn linh thạch, nếu vượt quá 5 vạn linh thạch thì sẽ phải xin chỉ thị từ bên trên. 48 vạn linh thạch đã nằm ngoài phạm vi quyền hạn của ông ta. Thật xin lỗi Tiền chủ sự, tên họ Dương nào đó phun trà vào mặt người ta vội vàng xin lỗi, cũng không thể trách hắn được, thật sự là cái tên Tiền Kim Ngôn này quá có cá tính, nghe cứ như Toàn Tiền Nhãn.
Tiền Kim Ngôn bị Dương Bách Xuyên phun nước miếng đầy mặt thì tức tới ria mép dựng lên, nhưng cuối cùng cũng không nổi nóng, bởi vì tiền đồ của ông ta dính liền với Dương Bách Xuyên, ông ta còn trông chờ Dương Bách Xuyên giao dịch đan dược đấy. Tiền Kim Ngôn lau nước trà trên mặt, hít sâu một hơi dừng tay nói, không sao, không sao, cũng trách cái tên của lão tiền ta rất dễ liên tưởng. Sau khi nói xong Tiền Kim Ngôn hít sâu một hơi nhìn Dương Bách Xuyên, trên mặt cười tươi hỏi, không biết lần này Vô Diện huynh đệ mang đến mấy viên đan chân khí. Mấy lần Dương Bách Xuyên tiếp xúc với Tiền Kim Ngôn đều dùng con rối Vô Diện ra mặt cũng không phát hiện Dương Bách Xuyên là thân xác con rối, chỉ là thấy làn da Dương Bách Xuyên có chút màu vàng nhạt bên ngoài cũng không thấy có gì không ổn, mà Dương Bách Xuyên cũng chưa nói cho ông ta danh tính thật sự và tiết lộ thêm tin tức gì về thân phận, thế nên Tiền Kim Ngôn vẫn luôn dùng cái tên Vô Diện này để xưng hô. Bởi thế ông ta đứng dậy nói với Dương Bách Xuyên, Vô Diện huynh đệ, quyền hạn của lão hủ có hạn, giá trị giao dịch lần này quá lớn, xin ngươi hãy đợi một chút, lão hủ cần phải xin chỉ thị từ bên trên, ngươi cảm thấy thế nào? Tiền chủ sự cứ thoải mái, ta sẽ chờ. Dương Bách Xuyên cũng biết 48 vạn không phải là một con số nhỏ đối với bất kỳ thế lực nào, vậy nên hắn cũng hiểu cho Tiền Kim Ngôn, ngỏ ý rằng mình sẽ chờ. Đợi sau khi Tiền Kim Ngôn rời khỏi đây, Mạnh Trường Thanh vẫn luôn đứng ở sau lưng Dương Bách Xuyên lo lắng nói, môn chủ, có phải ngài sợ ý quá rồi không? Giao dịch quá nhiều trong một lần sẽ bị người ta theo dõi, tại Châu Tây Sơn này đan dược vẫn luôn là hàng hóa khan hiếm, đặc biệt là đan chân khí có phẩm cấp cao như này thì lại càng hiếm hơn, dù có ra giá cũng chẳng có ai bán. Tuy rằng điện mạo hiểm có uy tín nhưng vẫn khó tránh khỏi sẽ có người thầm nổi lòng tham. Nghe Mạnh Trường Thanh nói vậy, Dương Bách Xuyên ngẫm lại cũng cảm thấy có lý. Trong đầu hắn chỉ nghĩ đến việc dùng đan dược đổi lấy linh thạch tu sửa tông môn cho Vân Môn, không hề nghĩ quá sâu xa, không nghĩ tới triết lý càng nhiều tiền càng nên khiêm tốn. Đúng là hắn lấy một phát ra lô đan dược trị giá 48 vạn linh thạch trong một lần như vậy, tất nhiên sẽ khiến cho một vài người nhòm ngó. Phải biết rằng nơi này chính là thế giới kẻ mạnh là vua. Chỗ mà hắn đang ở lại còn là nơi hỗn loạn nhất trong năm châu lục thuộc lãnh thổ Sơn Hải giới Châu Tây Sơn, đúng là sẽ không tránh khỏi việc sẽ bị người theo dõi. Đúng là ta tính toán không kỹ, nhưng mà chuyện đã đến nước này rồi thì cũng đành vậy. Sau khi giao dịch hoàn tất chúng ta hãy mau mau trở về, nơi này là vương thành mạo hiểm không phải hang ổ thổ phỉ nên dù có thèm đến đỏ mắt, cũng sẽ chưa đến mức dám động thủ. Dương Bách Xuyên nói với Mạnh Trường Thanh. Cũng phải. Dù sao khu vực cấm phía nam của chúng ta cách vương thành mạo hiểm cũng không xa, đúng là nên trở về sớm. Mạnh Trường Thanh ngoài miệng nói vậy nhưng trong lòng vẫn thấy lo lắng. Ông ta không phải một người đến từ bên ngoài không quen với Sơn Hải giới giống như Dương Bách Xuyên, ông ta là một tấm chiếu trải đời đã đi khắp trốn trong Sơn Hải giới, thấy qua rất nhiều việc đời rồi thì lòng người. Sau khoảng mười mấy phút, Tiền Kim Ngôn cung kính dẫn theo một ông lão đi đến, tuổi chừng 60. Cặp mắt hình tam giác nheo lại, vừa bước vào đã đánh giá Dương Bách Xuyên. Ông ta cũng không thèm che giấu thở toàn thân, theo cảm giác của Dương Bách Xuyên thì người này có tu vi xuất khiếu cảnh đại viên mãn. Ông ta mặc một bộ trường bào màu trắng viền vàng, trước ngực có một huy hiệu biển sao mênh mông, Dương Bách Xuyên biết đây là huy hiệu mà túc lão của điện mạo hiểm mới có. Hắn đã từng nghe Trịnh Nho Nhã nhắc tới chuyện này rồi. Ông lão tầm 60 tuổi ở trước mặt này chắc chắn là một trong 10 đại túc lão của Điện Mạo Hiểm. Trịnh Nho Nhã từng nói, Điện Mạo Hiểm có 10 đại túc lão, trong đó Trịnh Diêm Vương gia gia của nàng chính là túc lão thứ nhất, cũng là tu vi phân thần cảnh, túc lão thứ 3 Viên Thiên Cương cũng là tu vi phân thần cảnh, túc lão thứ 9 là tu vi phân thần cảnh, ba người này chính là ba đại túc lão trụ cột của Điện Mạo Hiểm. Mà bên cạnh mỗi người sẽ lại có các túc lão khác đi theo ủng hộ. Trước đó Tiền Kim Ngôn từng nói ông ta là người của túc lão thứ 9, vậy thì ông lão xuất hiện lúc này hẳn là túc lão thứ 9 rồi. Quả nhiên sau khi bước vào trong phòng, Tiền Kim Ngôn lập tức chỉ vào Dương Bách Xuyên rồi nói với ông già đó, sư thúc, vị này chính là Vô Diện. Tiếp theo ông ta lại giới thiệu cho Dương Bách Xuyên, Vô Diện huynh đệ, vị này chính là túc lão thứ 10 của điện mạo hiểm Tiền Bất Hoán, cũng là sư thúc của ta. Giao dịch lần này sẽ do sư thúc của ta phụ trách thảo luận chi tiết với ngươi. Dương Bách Xuyên gật đầu ôm quyền nói, bái kiến Tiền đạo hữu. Hừ, Tiền Bất Hoán cực kỳ khó chịu với một tiếng đạo hữu của Dương Bách Xuyên. Ông ta đường đường là túc lão thứ 10 của điện mạo hiểm,
Dương Bách Xuyên ở trong mắt ông ta chỉ là một tiểu bối có tu vi xuất khiếu cảnh sơ kỳ thôi, lấy tư cách gì để xưng đạo hữu với ông ta chứ? Nhưng ông ta lại không biết rằng Dương Bách Xuyên đang là thân xác con rối, vì để bớt gây chú ý hắn đã áp chế tu vi xuống xuất khiếu cảnh sơ kỳ. Nhưng Tiền Bất Hoán lại không nghĩ nhiều như vậy, ở trong mắt hắn thì dù Dương Bách Xuyên có cảnh giới tu vi ngang với ông ta thì vẫn phải tuân theo quy củ gọi ông ta một tiếng Túc Lão, đường đường là Túc Lão của Điện Mạo Hiểm sao có thể đánh đồng với tu sĩ tầm thường được. Tiểu bối ngươi không hiểu quy củ à? Người không biết cứ hễ là khách mạo hiểm thì đều phải hành đại lễ với Túc Lão mạo hiểm sao? Tiền Bất Hoán lạnh nhạt mở miệng, vừa nói vừa tự ngồi xuống trước, nhìn Dương Bách Xuyên một cách trịch thượng. Dương Bách Xuyên nghe Tiền Bất Hoán nói vậy, lửa giận trong lòng bùng lên dữ dội. Con mẹ nó chứ, lão tử tới đây để làm ăn buôn bán, không phải tới nhận ông lớn cụ lớn. Bà mẹ nó, lời này của ngươi là có ý gì? Bà mẹ nó, ông đây tới đây để làm ăn, không phải tới để nhìn sắc mặt của ngươi. Đừng thấy Tiền Bất Hoán là Túc Lão thứ 10 của Điện Mạo Hiểm, Dương Bách Xuyên lại chẳng thèm để vào mắt chút nào. Ngay cả viên thiên cương hắn cũng đạp dưới lòng bàn chân chứ đừng nói tới Tiền Bất Hoán. Xuất khiếu cảnh đại viên mãn thì đã sao? Chọc giận ông đây thì ông đây sẽ xử chết ngươi. Cũng đâu phải là không xử được. Sắc mặt Dương Bách Xuyên trở nên âm trầm. Hắn nhìn về phía Tiền Bất Hoán và Tiền Kim Ngôn, cười lạnh nói, đầu tiên, ta nói trước ta không sống trong vương thành mạo hiểm của các ngươi. Tiếp theo ta tới đây để bán đan dược, có quan hệ bình đẳng với các ngươi. Hơn nữa, ngươi con mẹ nó là cái thá gì? Nể mặt lắm mới gọi ngươi một tiếng đạo hữu, tưởng là Túc Lão của Điện Mạo Hiểm thì ngon à. Giao dịch này ông đây đéo làm nữa, trong Điện Mạo Hiểm không chỉ có một mình cửa hàng của nhà các ngươi, có rất nhiều cửa hàng khác. Tưởng ông đây sợ đan dược xịn trong tay ông đây không bán ra được tại đất châu Tây Sơn này chắc. Người Tiền Bất Hoán bị mấy lời vừa rồi của Dương Bách Xuyên chọc đến mặt mũi tái mét. Ông ta giơ tay lên run rẩy chỉ về phía Dương Bách Xuyên, giờ khắc này ông ta thật muốn giết người, tung một cường đánh chết Dương Bách Xuyên. Nhưng mà, không được. Nơi này là đại sảnh mạo hiểm, là một nơi quan trọng trong Điện Mạo Hiểm. Một khi động thủ sẽ khiến đám quái vật ở chấp pháp đường kia tìm tới đàn áp, huống chi ông ta còn là Túc Lão thứ 10 của Điện Mạo Hiểm, đại diện cho Điện Mạo Hiểm nữa. Vốn dĩ ông ta chỉ muốn ra oai phủ đầu với Dương Bách Xuyên thôi, dùng thân phận và tu vi dọa nạt hắn một chút, mục đích là để ép giá. Chung quy thì một vạn linh thạch một viên đan chân khí, tổng 48 vạn linh thạch quả thật không phải là con số nhỏ, vậy nên ép giá mới là mục đích chính. Không ngờ, ông ta làm màu hơi quá, ngược lại khiến cho Dương Bách Xuyên sinh ra phản ứng dữ dội. Tiền Bất Hoán không ngờ thằng nhóc này lại không đi theo lẽ thường. Giờ thì hay rồi, chọc giận hắn, giao dịch cũng toang luôn. Tiền Bất Hoán cũng không khỏi hoảng hốt, trước khi tới đây ông ta đã nhận được mệnh lệnh từ trưởng lão thứ 9 cũng chính là đại lão của ông ta, phải lấy được hết 48 viên đan chân khí. Điện Mạo Hiểm sắp có một cuộc cải tổ lớn. Phe cánh bọn họ mà có một lô đan chân khí cao cấp thì không khác gì hổ mọc thêm cánh, cần phải giữ lại đan dược mới được. Nhưng ở đây ông ta không dám dùng sức mạnh để cướp đoạt, nhưng nếu ra bên ngoài thì lại càng không được. Nếu Dương Bách Xuyên bước ra khỏi đây rồi lập tức bán lại đan dược cho thế lực dưới trướng Túc Lão thứ nhất hoặc là Túc Lão thứ ba, vậy thì Túc Lão thứ 9 vị chủ tử đứng sau lưng Tiền Bất Hoán ông chắc chắn sẽ lột ra rút gân ông ta mất. Người khác không biết nhưng Tiền Bất Hoán ông lại biết nội tình. Điện Mạo Hiểm có ba vị phân thần cảnh, ba thế lực lớn bằng mặt không bằng lòng, khoảng thời gian trước nghe đồn Túc Lão thứ nhất Trịnh Diêm Vương lấy được chí bảo gì đó, hơn nữa còn là chí bảo mà Mạo Hiểm Vương đã để lại. Một khi Trịnh Diêm Vương luyện hóa xong và xuất quan, Điện Mạo Hiểm sẽ nổi lên một hồi gió lốc. Mà Túc Lão thứ ba viên Thiên Cương thì lại nghe nói vì một thằng nhóc lạ hoắc mà xông vào khu vực cấm phía nam. Bị ba đại yêu tu ở khu vực cấm phía nam đánh cho trọng thương. Hiện tại ông ta cũng đang khôi phục thương thế. Còn về phần Túc Lão thứ 9 ở trên đầu ông ta, lần này cũng đang chuẩn bị cho đợt cải tổ sắp tới của Điện Mạo Hiểm, một là muốn giành được lợi ích lớn, hai là cũng muốn có một cách để bảo vệ chu toàn. Ba đại thế lực đều không nhàn rỗi. Không còn nghi ngờ gì nữa, đây chắc chắn là một cuộc nội chiến. Đến lúc đó đan dược sẽ là hàng hóa khan hiếm.
Bởi vậy dù có thế nào đi chăng nữa ông ta cũng không thể để Dương Bách Xuyên ra ngoài bán đan dược lại cho hai thế lực khác. Tuy rằng bị Dương Bách Xuyên mắng đến mức sắp bùng nổ, nhưng Tiền Bất Hoán vẫn không dám đắc tội Dương Bách Xuyên. Không lấy đan dược được, Túc Lão thứ 9 đứng sau lưng ông ta sẽ đuổi ông ta cút xéo đi luôn. Nhìn thấy Dương Bách Xuyên đang định rời đi, Tiền Bất Hoán vội vàng nháy mắt với Tiền Kim Ngôn. Tiền Kim Ngôn đang cực kỳ sốc, không ngờ tật xấu thích tự cao tự đại của vị sư thúc này của nhà mình lại trực tiếp đắc tội với người ta, càng không ngờ rằng Dương Bách Xuyên cũng là một người không chịu thua kém, nói đi là đi. Tiền Kim Ngôn biết Túc Lão thứ 9 coi trọng đan dược tới cỡ nào, cho nên không cần Tiền Bất Hoán nháy mắt, ông ta cũng phải ngăn Dương Bách Xuyên lại. Vô Diện huynh đệ, dừng bước dừng bước. Tiền Kim Ngôn nhận lỗi với Dương Bách Xuyên, nói lời hay tiếng đẹp làm hòa với hắn. Hừ, sau khi Dương Bách Xuyên dừng lại thì khẽ hừ lạnh một tiếng. Vô Diện huynh đệ, linh thạch bọn ta đã mang đến đủ, ở đây là 48 vạn linh thạch, một viên cũng không thiếu, ngươi đếm lại đi. Tiền Kim Ngôn lấy nhẫn chữ vật từ trong tay Tiền Bất Hoán, cười làm lành đưa đến trước mặt Dương Bách Xuyên. Hiện tại ông ta không dám để Tiền Bất Hoán bàn giao dịch với Dương Bách Xuyên nữa, nếu lại đắc tội với Dương Bách Xuyên, không nói đến chuyện pha mua bán lần này sẽ ngâm nước nóng, mà tiền đồ của Tiền Kim Ngôn ông cũng đi tong luôn, bởi vậy ông ta trực tiếp giao dịch với Dương Bách Xuyên. Dương Bách Xuyên nheo mắt, hắn không nhận lấy nhẫn chữ vật mà Tiền Kim Ngôn đưa qua mà chỉ nói ra một câu suýt chút nữa khiến Tiền Kim Ngôn và Tiền Bất Hoán nổi trận lôi đình, giờ tăng giá rồi, một viên đan dược 1 vạn 5 linh thạch. Muốn mua thì mua. Ngươi ăn cướp à? Tiền Bất Hoán đứng bên cạnh cố chịu đựng không hé răng, cuối cùng không nhịn được nữa mà giận dữ quát. Ha ha, đan dược là của ta, linh thạch là của các ngươi, ta đây không hề cướp bóc à nha, mua bán tự nguyện. Dương Bách Xuyên quyết tâm dạy cho Tiền Bất Hoán một bài học. Hắn nhìn ra được là đối phương rất để ý đan dược trong tay mình, nếu đã như vậy, không bắt bí dòng họ nhà các ngươi thì không phải là Dương Bách Xuyên đến từ trái đất. Một câu nói của Dương Bách Xuyên đã tăng giá một viên đan dược lên 5.000 linh thạch, còn không thể không lấy. Quả thực khiến cho Tiền Bất Hoán và Tiền Kim Ngôn muốn hộc máu. Nhất là Tiền Kim Ngôn, trong lòng ông ta không ngừng mắng Tiền Bất Hoán là lão già khốn khiếp, oán giận cấp trên sao lại để cho những người có kiến thức nông cạn như thế đi bàn việc làm ăn với người ta. Lần này hay rồi, người ta tăng giá một phát lên 5.000 linh thạch. Vậy tính ra 48 viên đan dược này chính là 72 vạn linh thạch, giá đã tăng thêm 24 vạn. Hơn nữa còn không thể không lấy, vị cửu túc lão kia đã dặn đi dặn lại là phải lấy được đan dược, tuyệt đối không thể để rơi vào trong tay hai thế lực lớn khác. Ngộ nhỡ chọc giận Dương Bách Xuyên, để hắn đi giao dịch với các thế lực dưới tay đại túc lão và tam túc lão, Tiền Kim Ngôn ông không bị cửu túc lão tước đi thần hồn đã là tốt lắm rồi chứ đừng nói là thăng chức. Mẹ nó, chỉ trách lão già khốn khiếp Tiền Bất Hoán này, không tự nhiên đi giả vờ bức bách làm gì. Coi như xong đời rồi. Vô Diện người ta không chịu nữa. Nhưng cũng vào lúc này, Tiền Bất Hoán lại nói ra một câu ngươi cướp của đấy à, Tiền Kim Ngôn lại biết sắp xảy ra chuyện rồi. Quả nhiên, chỉ nghe Dương Bách Xuyên cười lạnh nói, một viên đan chân khí bây giờ là 2 vạn. Cuối cùng, Tiền Kim Ngôn bất chấp tất cả. Vội vàng tiến lên nặn ra nụ cười tươi với Dương Bách Xuyên và nói, đừng đừng đừng, Vô Diện huynh đệ, ngươi nhìn xem, chúng ta đều là người quen, 1 vạn 5 thì 1 vạn 5, bọn ta trả, cứ quyết định vậy đi. Tiền Kim Ngôn sợ lại để cho Tiền Bất Hoán chọc tức tiếp khiến Dương Bách Xuyên muốn vỗ mông rời đi, cho dù cuối cùng giao dịch cũng thành công, cũng sẽ không nể tình nghĩa mà hủy bỏ cuộc giao dịch đáng giá này. Sau khi nói xong, Tiền Kim Ngôn xoay người đến bên cạnh Tiền Bất Hoán. Nhẹ giọng nói, sư thúc à, cứ thế giao dịch đi, đại cục quan trọng hơn, giao linh thạch ra đi, nếu không để cửu túc lão quái trách xuống, chúng ta đều không gánh nổi trách nhiệm đâu. Tiền Bất Hoán liếc mắt nhìn chằm chằm Dương Bách Xuyên rồi quay lại nhìn vẻ mặt lo lắng của Tiền Kim Ngôn, sau đó hừ lạnh, cắn răng nói, linh thạch ở đây không đủ, chờ lão phu đi lấy. Sau khi ông ta dứt lời thì xoay người rời đi. Tiền Kim Ngôn cũng cười theo, còn trấn an Dương Bách Xuyên. Đợi vài phút sau thì có một thanh niên tiến vào, trong tay cầm một cái túi càn khôn và nói với Tiền Kim Ngôn, chủ sự đại nhân, chỗ này là 24 vạn linh thạch, mời ngài kiểm tra và nhận. Tiền Bất Hoán không quay lại mà phái thanh niên này đưa linh thạch tới,
đoán chắc là bị Dương Bách Xuyên làm cho tức chết rồi. Vô Diện huynh đệ, người kiểm tra lại xem. Tiền Kim Ngôn đau lòng cầm một cái nhẫn càn khôn và cái túi chứa 24 vạn linh thạch đưa tới trước mặt Dương Bách Xuyên, trong lòng ông ta thật sự đang rỉ máu, chắc là Tiền Bất Ngôn sư thúc giả vờ bức bách, bị người ta tống tiền nhiều thêm 24 vạn linh thạch. Không cần kiểm tra, đan dược đã được giao rồi, cáo từ. Dương Bách Xuyên có trong tay 72 vạn linh thạch, trong lòng vô cùng sảng khoái, số linh thạch này dư giả để xây cất phân môn, hơn nữa còn có thể cho môn hạ đệ tử linh thạch để tu luyện. Tuy nói đã đắc tội với một túc lão của điện mạo hiểm nhưng Dương Bách Xuyên cảm thấy rất đáng giá. Không phải chỉ là một túc lão xuất khiếu cảnh đại viên mãn thôi sao, cũng chẳng có gì ghê gớm, Phiên Nhật Tân ở phân thần cảnh mà hắn cũng đắc tội rồi, thêm một xuất khiếu cảnh đại viên mãn cũng không phải chuyện gì to tát. Nếu Tiền Bất Hoán dám trả thù, hắn sẽ dám giết Tiền Bất Hoán. Bây giờ hắn đã có thực lực này. Dẫn theo Mạnh Trường Thanh nghênh ngang đi ra khỏi đại sảnh mạo hiểm, sau đó hai người lại đi dạo quanh vương thành mạo hiểm, đương nhiên không phải là đi dạo lung tung, nói chính xác là vì đề phòng có người theo dõi cướp bóc. Dương Bách Xuyên không phải là đứa ngốc, hôm nay hắn ngang nhiên đắc tội với Tiền Bất Hoán, còn tống tiền người ta 24 vạn linh thạch, trên người hắn có chọn 72 vạn linh thạch. Số linh thạch này đối với bất luận tu sĩ hay thế lực nào đều là một khoản tài sản rất lớn, Dương Bách Xuyên cũng không ngây thơ cho rằng Tiền Bất Hoán sẽ buông tha cho hắn. Cho nên hắn đi dạo quanh vương thành mạo hiểm là để đề phòng bị người theo dõi mà hạ độc thủ. Không nói đến Dương Bách Xuyên và Mạnh Trường Thanh đang đi dạo lung tung ở vương thành mạo hiểm, giờ phút này ở trong mật thất nào đó của điện mạo hiểm. Tiền Bất Hoán và Tiền Kim Ngôn đều nơm nớp lo sợ đứng ở trước mặt một lão giả đang nhắm mắt ngồi thiền. Một khắc nào đó, lão giả đột nhiên mở hai mắt, Tiền Bất Hoán thì không sao, còn Tiền Kim Ngôn tu vi thấp thì bị dọa đến cả người phát run. Lão giả ngồi thiền này chính là thập túc lão Tiền Bất Nhẫn, là một trong ba người đứng đầu của điện mạo hiểm, cũng là một cường giả phân thần cảnh. Có thể tra được chi tiết về tiểu tử kia không? Tiền Bất Nhẫn không đầu không đuôi hỏi. Trước mắt lại nhìn chằm chằm Tiền Kim Ngôn. Tiền Kim Ngôn dưới áp lực mạnh mẽ của Tiền Bất Nhẫn càng lúc càng lo lắng, nghe thấy Tiền Bất Nhẫn hỏi vậy, ông ta biết là đang hỏi mình, hai ba lần tiếp xúc với cái tên vô diện kia đều là ông ta ra mặt tiếp xúc. Tiền Kim Ngôn tiến lên một bước rồi nói, hồi bẩm tôn lão. Hoàn toàn không có thông tin về tiểu tử kia, thủ vệ giữ thành nói, trước đó lúc vào thành, trong tay tiểu tử kia có một khối tử kim mạo hiểm lệnh. Lúc đến chỗ ta tiếp nhận nhiệm vụ thì đăng ký tên là Vô Diện. Những thứ khác thì, không có thông tin, Tiền Kim Ngôn nơm nớp lo sợ nói. Tử Kim Mạo Hiểm Lệnh, Tiền Bất Nhẫn ngồi thiền ở trên cao, giọng nói tuy nhỏ nhưng uy nghiêm vô cùng. Tiền Kim Ngôn run rẩy nói, vâng, vâng. Toàn bộ điện mạo hiểm phát ra không tới 30 khối Tử Kim Mạo Hiểm Lệnh, xem ra người này có quan hệ với một số người của điện mạo hiểm. Nhưng mạo hiểm lệnh cũng không chứng tỏ được điều gì, bây giờ bản tổn chỉ muốn xác nhận đan dược có phải do hắn luyện chế không, hay là có người đứng sau hắn luyện chế, nhất định phải xác nhận cho bản tôn. Sau khi nói đến đây, Tiền Bất Nhẫn tiếp tục nói, sư đệ đi tìm số linh thạch và tiểu tử kia mang về cho ta, không được có sai sót, nếu như không mang được người sống trở về thì cứ giết, bản tôn cũng không hy vọng một người rất có thể là luyện đan sư cao cấp lại về phe của một số người. Đệ phải tự mình ra tay, nhớ kỹ đừng bại lộ thân phận, nếu lần này làm hỏng, bản tôn sẽ không tha cho đệ đâu, đi đi. Nghe vậy, cả người Tiền Bất Hoán phát run, lập tức khom người nói, sư huynh yên tâm, ta nhất định sẽ đưa tiểu tử kia và linh thạch trở về. Tuy rằng cùng là một vai vế, đều là túc lão của điện mạo hiểm, nhưng Tiền Bất Nhẫn là cường giả phân thần cảnh, ở trước mặt Tiền Bất Nhẫn, Tiền Bất Hoán không dám có chút bất kính nào. So với Tiền Kim Ngôn cũng chẳng tốt hơn bao nhiêu. Sau khi đi dạo hơn nửa vòng ở vương thành mạo hiểm, Dương Bách Xuyên và Mạnh Trường Thanh cuối cùng cũng rời đi, đi thẳng ra ngoài thành. Hai người xác định phía sau không có người đi theo, mà thật tình không biết Tiền Bất Hoán đã cầm sào chờ nước ở cửa thành từ lâu, chờ bọn họ ra khỏi thành. Nhìn hai người rời đi, Tiền Bất Hoán dẫn theo thân vệ của cửu túc lão điện mạo hiểm. 10 gã cao thủ xuất khiếu cảnh theo sau mà đi, chuẩn bị rời xa vương thành mạo hiểm sẽ ra tay. Vì che giấu thân phận, Tiền Bất Hoán đã cho 10 tên thân vệ giả thành thổ phỉ, bản thân ông ta thì mặc đồ đen bao trùm kín mít,
giống như kiểu hành động này đã làm không ít lần nên quen việc dễ làm, sau khi xong việc thì đều là những tên thổ phỉ giấu mặt phải gánh vác trách nhiệm. Dương Bách Xuyên và Mạnh Trường Thanh đi thẳng một mạch đến cồn cát chỗ bản tôn của hắn ẩn thân, cũng không phát hiện có ai theo dõi. Bây giờ một vụ giao dịch đã được hoàn thành, cũng nên đến lúc trở về rồi. Sau khi rút hết cấm chế của động cát, Dương Bách Xuyên đi vào nguyên thần trở về bản thể, thu lại con rối vô diệt, nhìn Ngô Mặc Thu và nói, Thu Nhi, đi nhanh đi. Tiên sinh, thật ra có chuyện gì thế? Ngô Mặc Thu nhìn thấy sắc mặt Dương Bách Xuyên có chút lo lắng, cho rằng đã xảy ra chuyện gì. Vừa đi vừa nói đi, lần này tiên sinh ta đã làm một vụ làm ăn bán lớn, chỉ e là có người đang ghi thù. Trong lúc nói chuyện, hai người đi ra khỏi động cát. Bên ngoài, Mạnh Trường Thanh nhìn xung quanh cũng không phát hiện ra cái gì. Lão Mạnh, không có đuôi đúng không? Dương Bách Xuyên thuận miệng hỏi. Có thể là không có, nhưng ta luôn cảm thấy trong lòng có chút bất an. Môn chủ, chúng ta vẫn nên nhanh chóng rời đi. Nơi này cách Vương Thành mạo hiểm chỉ có mấy chục dặm, nếu như Tiền Bất Hoán muốn đuổi theo chúng ta rất dễ dàng. Được, đúng là phải nhanh chóng rời đi, ta cũng cảm thấy không ổn lắm. Dương Bách Xuyên gật đầu rồi nói. Nhưng ngay lúc hắn vừa dứt lời, một giọng nói khàn khàn ngoan độc vang lên, bây giờ muốn đi cũng trễ rồi. Vừa dứt lời, xung quanh xuất hiện 11 bóng người vây quanh bọn họ. Tiền Bất Hoán toàn thân mặc đồ án nhìn trái phải, không đúng, không thấy tiểu tử tên vô diện kia đâu nữa, giữa sân lại có thêm một thanh niên tóc bạc. Bọn họ rõ ràng nhìn thấy vô diện và lão giả Nguyên Anh sơ kỳ kia đi thẳng tới đây, nhưng trong nháy mắt đã không thấy vô diện đâu nữa mà đổi thành một thanh niên tóc bạc. Nhìn kỹ thanh niên tóc bạc này hơi quen mắt nha. Lúc này, một người bên cạnh Tiền Bất Hoán nhỏ giọng nói, đại nhân, tiểu tử tóc bạc kia hình như rất giống người mà Tam Túc lão viên Nhật Tân treo thưởng toàn thành để truy nã. Sau khi thân vệ bên cạnh đã nhắc nhở như vậy, Tiền Bất Hoán nhìn kỹ lại. Thật sự rất giống, ông ta đã từng nhìn thấy hình ảnh Dương Bách Xuyên bị viên Nhật Tân treo thưởng để truy nã ở Vương Thành mạo hiểm. Không nhìn thấy vô diện đâu, lại nhìn lượt qua Dương Bách Xuyên, trong đầu Tiền Bất Hoán chợt nghĩ ra gì đó, vẫn dùng giọng nói khàn khàn chỉ vào Dương Bách Xuyên nói, vô diện chính là Dương Bách Xuyên, người đâu, bắt lại cho ta. Nghe vậy, Dương Bách Xuyên sửng sốt, bị nói trúng tim đen mà vẫn cười ha ha. Phản ứng cũng nhanh đấy chứ. Từ lúc ông ta nói ra cái tên vô diện, Dương Bách Xuyên cũng đã đoán được người mặc đồ đen là ai, mặc dù đối phương bao vây kín mít, thậm chí giọng nói cũng thay đổi, thế nhưng khí tức thì không thay đổi được, ở phương diện này Dương Bách Xuyên có phương pháp phân biệt độc quyền. Dương Bách Xuyên biết người này chính là Tiền Bất Hoán. Muốn đoán được không khó, hôm nay hắn gài bẫy được 24 vạn linh thạch, lại còn mắng Tiền Bất Hoán, người có thể tìm tới hắn gây phiền phức cũng chỉ có Tiền Bất Hoán. Hoặc có thể là người của Cửu Túc lão. Mất khoảng 72 vạn linh thạch còn bị mắng thì ai mà cam tâm chứ? Cho dù đổi lại là hắn, hắn cũng không cam lòng. Về phần đối phương thẳng thắn vạch trần thân phận của hắn, bởi vì có một điểm quan trọng là lúc hắn là con rối vô diện vẫn luôn ở cùng một chỗ với Mạnh Trường Thanh, bây giờ trở về bản tôn cũng vẫn ở bên cạnh Mạnh Trường Thanh như trước, đối phương suy đoán là có thể liên hệ mình với vô diện. Nhưng Dương Bách Xuyên cũng không sợ hãi, nếu thật sự là con rối vô diện, có lẽ hắn đối mặt với người mặc đồ đen hoặc có thể nói là Tiền Bất Hoán, cộng thêm 10 tên có khí tức đều là xuất khiếu cảnh bên cạnh Tiền Bất Hoán, trong đó còn tồn tại 3 gã xuất khiếu hậu kỳ, đối mặt với những người này, con rối vô diện sẽ đối phó không lại. Cũng may trước khi đi ra ngoài sợ sẽ gặp chuyện gì đó, hắn đã nhập lại bản tôn, có bản tôn ở đây, chỉ cần không phải phân thần cảnh đến đây. Dương Bách Xuyên thật sự chỉ coi những người này là không khí. Dương Bách Xuyên nhếch miệng cười nói, Tiền Bất Hoán, muốn lật lọng thì cần gì phải che giấu, ta nghĩ là những chuyện xấu xa thế này có khi các ngươi phải làm rất nhiều lần rồi đấy chứ. Dám làm thì tại sao phải che giấu, chẳng lẽ ngươi lại muốn làm con điếm, còn muốn lập đền thờ. Thiên hạ nào có chuyện tốt như vậy? Tiền Bất Hoán nghiến răng nghiến lợi. Nếu tất cả mọi người đều nhìn thấu thân phận của ông ta thì cũng không cần phải che giấu nữa, một tay ông ta xé lớp đồ đen trên người xuống, lộ ra bộ mặt thật. Ông ta nhìn Dương Bách Xuyên cười lạnh nói, tiểu tử, không thể không nói, lá gan của ngươi lớn thật, vận may cũng tốt, nhưng chỉ là xuất khiếu cảnh hậu kỳ mà thôi, còn tưởng mình có thể lên trời sao?
Nghe nói người bị Tam Túc lão viên Nhật Tân đuổi giết vào khu vực cấm phía nam, có thể sống sót ra thật sự rất giỏi, nhưng gặp phải lão phu thì coi như ngươi xui xẻo rồi. Nói đến đây, Tiền Bất Hoán tạm dừng một chút rồi lập tức tiếp tục nói, nhưng lão phu cho ngươi một lựa chọn, ngoan ngoãn đi theo lão phu, đảm bảo ngươi không xảy ra chuyện gì, nếu như ngươi là luyện đan sư, vậy thì không chỉ không sao mà còn có một phần đại cơ duyên ban cho ngươi, thế nào? Dương Bách Xuyên nheo mắt nhìn Tiền Bất Hoán giống như nhìn kẻ ngốc, nói, không thế nào cả, hôm nay tiểu gia cũng cho ngươi một lựa chọn, tự mình kết liễu, nếu không tiểu gia sẽ khiến ngươi phải hối hận khi đến đây. Tiền Bất Hoán giận quá hóa cười, ha ha ha, tiểu tử, ngươi thật sự coi chức vị túc lão điện mạo hiểm này của lão phu chỉ là hư danh sao, nếu không biết tốt xấu, lão phu sẽ thành toàn cho ngươi. Sau một tiếng uy hiếp ngoan độc, Tiền Bất Đổi nói với thuộc hạ xung quanh, bắt lại cho lão phu. Ở trong mắt Tiền Bất Hoán này, Dương Bách Xuyên hoàn toàn chỉ là một tên còn con, không cần ông ta ra tay, 10 tên thân vệ của Tôn lão điện mạo hiểm là có thể bắt được Dương Bách Xuyên rồi. Trong 10 tên thân vệ của điện mạo hiểm có 3 người đều là tu vi xuất khiếu cảnh hậu kỳ giống như Dương Bách Xuyên, chứ đừng nói là còn có thực lực của 7 tên còn lại cộng lại cũng không kém, đương nhiên một túc lão như ông ta sẽ không cần ra tay. Ở trong mắt ông ta, Dương Bách Xuyên không có tư cách khiến ông ta phải xuất thủ. Tiền Bất Hoán ra lệnh cho 10 tên xuất khiếu cảnh vây quanh Dương Bách Xuyên và Mạnh Trường Thanh lập tức công kích. Dương Bách Xuyên trở tay siết chặt kiếm đồ long trong tay, không hề sợ hãi lập tức muốn ra tay, nhưng bên tai lại vang lên tiếng nói chuyện của Mạnh Trường Thanh, môn chủ cứ yên tâm, chuyện đối phó với những người này không đáng để môn chủ tự mình ra tay, để lão Mạnh ta thử xem. Hả? Dương Bách Xuyên ngây người. Trong lúc hắn chưa kịp phản ứng, chỉ thấy Mạnh Trường Thanh đã ra tay, trong tay ông ta phát ra ánh sáng, xuất ra từng tấm phủ chú gia thú gì đó, trong miệng lẩm bẩm, chỉ chốc lát, 10 tấm phủ chú nhắm thẳng vào 10 tên kia. Ầm ầm ầm. Từng tấm phủ chú nổ tung ra. Ngay sau đó chỉ nghe thấy Mạnh Trường Thanh giống to một tiếng, khốn. Dương Bách Xuyên vô hình chung cảm nhận được theo chữ khốn mà Mạnh Trường Thanh nói ra, vị trí của 10 tấm phù chú nổ tung bộc phát từng đạo năng lượng, tuy là cũng không mạnh lắm, khí tức cùng lắm chỉ là nguyên anh cảnh đại viên mãn, nhưng những tấm phù chú nối tiếp nhau thành vòng, không ngừng sinh ra liên kết vô hình. Ngay sau đó một cảnh tượng thần kỳ xuất hiện, 10 tên xuất khiếu cảnh lập tức đứng yên tại chỗ. Thế mà không ngờ cơ thể bọn họ thật sự bị vây chặt. Ngay sau đó lại nghe thấy Mạnh Trường Thanh trầm giọng nói, ngưng kiếm, chảm. Dương Bách Xuyên trừng lớn mắt, đằng trước 10 người đột nhiên xuất hiện 10 thanh linh khí trời đất ngưng tụ thành kiếm quang, theo một tiếng chảm của Mạnh Trường Thanh thì nó hạ xuống, 10 thanh kiếm lập tức chém về phía 10 tên tu sĩ xuất khiếu cảnh. Nhưng trong mắt Dương Bách Xuyên là 10 tu sĩ xuất khiếu cảnh, trong đó 3 gã là xuất khiếu cảnh hậu kỳ, 3 gã là xuất khiếu cảnh trung kỳ, 4 gã là xuất khiếu sơ kỳ. Ngay lúc năng lượng kiếm của Mạnh Trường Thanh chém xuống, toàn thân 3 gã tu sĩ xuất khiếu cảnh hậu kỳ phát ra quang mang, thân thể cũng tránh thoát khỏi sự vây khốn từ bùa chú của Mạnh Trường Thanh, nhanh chóng lui về phía sau nhiều hơn, mà toàn thân 3 gã tu sĩ xuất khiếu cảnh cũng phát ra quang mang sáng ngời, có vẻ sắp thoát khỏi cảnh khốn khó. Còn sắc mặt của 4 gã tu sĩ xuất khiếu cảnh sơ kỳ thì trắng bệch, vẻ mặt hoảng sợ bị năng lượng kiếm của Mạnh Trường Thanh chém xuống. Trong nháy mắt sau khi Dương Bách Xuyên phản ứng lại, hắn bước ra một bước, chạy về phía 3 gã xuất khiếu cảnh trung kỳ sắp thoát khỏi. Tuy là Mạnh Trường Thanh nói không cần môn chủ như hắn tự mình ra tay, nhưng Dương Bách Xuyên sao có thể để cơ hội động thủ vụt mất khỏi tầm tay. Đã để cho 3 gã xuất khiếu cảnh hậu kỳ tránh thoát, không thể để cho 3 gã xuất khiếu cảnh trung kỳ chạy thoát nữa. Phập phập phập. Năng lượng kiếm của Mạnh Trường Thanh chém vào người 4 gã tu sĩ xuất khiếu cảnh sơ kỳ, mà Dương Bách Xuyên phóng ra cũng đồng thời vung kiếm, chém đứt đầu 3 gã xuất khiếu cảnh trung kỳ. Trong nháy mắt, Tiền Bất Hoán mang đến 10 thân vệ xuất khiếu cảnh, ngoại trừ 3 gã có tu vi cao là xuất khiếu cảnh hậu kỳ chạy thoát, còn lại 7 người đã bị Dương Bách Xuyên và Mạnh Trường Thanh liên thủ chém chết. Từ lúc Mạnh Trường Thanh ra tay đến Dương Bách Xuyên ra tay, thời gian cùng lắm chỉ mất 3 hơi thở ngắn ngủi. Trong chớp mắt, 6 gã xuất khiếu cảnh bị mất mạng. Tiền Bất Hoán ở đằng xa mở to hai mắt, bày vẻ mặt không thể tin vào hai mắt của mình, quá mức kinh người.
Trong lòng ba gã xuất khiếu cảnh hậu kỳ đào thoát khỏi vẫn còn sợ hãi, nếu như ba người bọn họ trì hoãn thời gian thêm một hơi thở nữa cũng sẽ mất mạng. Dương Bách Xuyên cầm kiếm đứng ở bên cạnh Mạnh Trường Thanh, trong lòng cũng vô cùng khiếp sợ, phải biết rằng Mạnh Trường Thanh hiện tại chỉ là tu vi nguyên anh sơ kỳ thôi, thế mà ông ta xém chút nữa đã giết chết thập đại tu sĩ xuất khiếu cảnh. Quả thật không hổ danh là trận tiên. Dương Bách Xuyên cũng từng xem qua phù chú vừa rồi trong tay Mạnh Trường Thanh từ trong sách cổ, đó là trận pháp phù chú cỡ này rất khó luyện chế, bởi vì là đây là một bộ trọn vẹn, muốn khống chế tất cả các phương diện không hề dễ dàng. Nhìn bộ dáng thao túng trận pháp 10 tấm phù chú vừa rồi của Mạnh Trường Thanh, quả thực ung dung giống như ăn cơm vật. Lão Mạnh lợi hại thế, Dương Mỗ không khỏi tán thưởng. Mạnh Trường Thanh cười khổ nói, môn chủ quá khen. Vừa rồi là trận pháp phù chú, ta đã luyện lúc tu vi vẫn chưa bị thụt lùi, còn là cảnh giới nguyên anh đại viên mãn, hiện tại chỉ sống nhờ thành tích trong quá khứ. Đáng tiếc là tu vi đã tụt dốc đến nguyên anh sơ kỳ, nếu vào thời điểm mạnh nhất, mặc dù là trong một hơi thở không thể giết chết được 10 người, thế nhưng ta vẫn chắc chắn có thể giết chết đồng thời 3 tên xuất khiếu cảnh trung kỳ. Mẹ kiếp! Dương Bách Xuyên nghe Mạnh Trường Thanh nói, nhịn không được mà chửi thề, cái này quá mạnh rồi. Nhưng hắn cũng biết Mạnh Trường Thanh không hề nói quá, hiện giờ chỉ trong một hơi thở mà ông ta đã có thể khống chế thập đại tu sĩ xuất khiếu cảnh, chém chết 4 gã xuất khiếu cảnh sơ kỳ rồi. Nếu là ở lúc tu vi mạnh nhất, Dương Bách Xuyên tin tưởng Mạnh Trường Thanh chắc chắn có thể làm được. Hắn nhịn không được nói thầm, bây giờ ta mới hiểu được câu nói của các cụ ngày xưa, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, chính là nói đến người mạnh cỡ như lão Mạnh ngươi, không hổ là đông trận tiên. Môn chủ, ta không chắc chắn có thể đối phó lại Tiền Bất Hoán, nhưng ta có thể dùng tuyệt chiêu để ngăn cản 3 tu sĩ xuất khiếu cảnh hậu kỳ kia nửa canh giờ. Mạnh Trường Thanh lập tức nói. Dương Bách Xuyên nheo mắt nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Tiền Bất Hoán rồi nói với Mạnh Trường Thanh, vậy là đủ rồi, ngươi cứ việc kéo dài thời gian, ta bảo Thu Nhi trợ giúp ngươi, chờ ta giết chết lão già khốn khiếp Tiền Bất Hoán này thì có thể xử lý 3 tu sĩ xuất khiếu hậu kỳ kia rồi. Thu Nhi, trợ giúp lão Mạnh. Dương Bách Xuyên truyền âm cho Ngô Mặc Thu đang ẩn thân trong bóng tối. Tiên sinh yên tâm, Thu Nhi biết rồi. Lúc hắn đang truyền âm nói chuyện với Ngô Mặc Thu, Tiền Bất Hoán ở phía đối diện đột nhiên phát điên cuồng hét lên, Dương Bách Xuyên. Lão Phu phải băm ngươi thành trăm mảnh, yeah. Sau khi Tiền Bất Hoán lấy tinh thần, lập tức giống giận xông về phía Dương Bách Xuyên. 10 thân vệ mà trong chớp mắt đã bị giết 7 người. Tổn thất này quá lớn, sau khi trở về, ông ta cũng không có cách nào để ăn nói với Cửu Túc Lão, suy cho cùng là ông ta khinh địch, nếu không ngay từ đầu ông ta đã ra tay cùng lúc với 10 thân vệ rồi, sẽ không làm chết 7 thân vệ ngay tức khắc như thế. Lão già khốn khiếp, muốn chết cũng đừng sốt ruột như thế, tiểu gia có thể hầu hạ ngươi quy thiên bất cứ lúc nào mà, ha ha. Dương Bách Xuyên cười lớn, nhìn thấy Tiền Bất Hoán xông tới, hắn không lui lại mà tiến lên nghênh đón. Dương Bách Xuyên đã từng chém chết một tên thổ phỉ thảo thượng phi ở xuất khiếu cảnh đại viên mãn, ở trong mắt hắn xuất khiếu cảnh đại viên mãn cũng chỉ được như thế. Tuy rằng mình là xuất khiếu cảnh hậu kỳ, chênh lệch với xuất khiếu cảnh đại viên mãn một tiểu cảnh giới, nhưng từ khi bước vào tu chân tới nay, hắn vẫn luôn dựa vào tu luyện công pháp hoặc có thể nói có chút giống với truyền thừa tu luyện bẩm sinh, cả hành trình chiến đấu rồi vượt cấp và đi tới ngày hôm nay. Chỉ là một tên Tiền Bất Hoán mà thôi. Đối với hắn thì chẳng có gì đáng lo. Hắn cười lạnh rồi vận chuyển chân khí trong cơ thể, điều động kiếm khí huyền hoàng trong kiếm đồ long, một kích này như có thể đánh nát hoa sơn. Mà giờ phút này, trong tay Tiền Bất Hoán lóe lên ngân quang xông tới để thủ hộ, một thanh phi kiếm khí tức âm hàn xuất hiện. Cảm nhận thuộc tính từ khí tức, Dương Bách Xuyên phát hiện đây là một thanh linh bảo pháp khí thuộc tính tiên thiên, khí tức âm hàn, thuộc tính không phải băng xương thì chính là hàn thủy. Đối với cái này hắn không hề lo lắng chút nào, trong lòng vừa động vận chuyển chân hỏa xuất hiện trên thân kiếm đồ long, sức mạnh chân hóa cực nóng chính là khắc tinh của tất cả thuộc tính âm hàn. Vạn vật tương sinh tương khắc, đạo lý này ai cũng hiểu. Dương Mỗ cũng không tin mình không giải quyết được một tên Tiền Bất Hoán. Lúc trước ở đại sảnh mạo hiểm, lão bất tử này đã thể hiện địch ý với mình rồi, muốn ra oai phủ đầu đã khiến trong lòng Dương Mỗ rất khó chịu. Bây giờ còn dám dẫn người đến đánh cướp, thật sự khiến hắn nảy lên ý giết người. Nhưng mà sắp đến lúc giao chiến,
Dương Bách Xuyên lại phát hiện trong hai mắt lạnh lùng của Tiền Bất Hoán băng không hề có chút gợn sóng, không có vẻ khinh thường đối thủ cũng không có sự sợ hãi mà vô cùng bình tĩnh. Điều này ngược lại khiến trong lòng Dương Bách Xuyên căng thẳng. Dựa theo lẽ thường, đầu tiên hai người đều phải có biểu cảm dữ dội nhưng Tiền Bất Hoán lại không có. Chuyện xảy ra khác thường tất có sự gian ác. Ngay lúc trong lòng Dương Bách Xuyên xuất hiện nghi hoặc, chỉ thấy Tiền Bất Hoán giơ trường kiếm trong tay lên rồi làm ra tư thế chỉ kiếm lên trời rất kỳ quái, hơn nữa trong miệng chậm rãi nói, Hàn Băng Phong nhận trảm. Sau khi dứt lời, chỉ thấy kiếm khí của ông ta phóng lên cao, ở giữa không trung bạo phát ra ngân quang chói mắt khiến cho Dương Bách Xuyên theo bản năng nhắm mắt lại. Ngay sau đó, hắn cảm nhận được nhiệt độ trong không khí xung quanh giảm xuống kịch liệt, lạnh lẽo giống như là rơi vào lỗ hổng băng tuyết vậy. Một tiếng chấn động trầm đục vang lên, cũng ngay lúc Dương Bách Xuyên cảm thấy chói mắt và nhắm mắt lại, tiếng nổ ầm ầm truyền tới. Trong nháy mắt, tóc gáy của Dương Bách Xuyên dựng hết cả lên. Hắn không có bất kỳ phản ứng nào nhưng kiếm đồ long trong tay truyền đến một trận rung chuyển. Uy lực một kiếm của mình thế mà đã bị Tiền Bất Hoán đánh tan rã. Là, thần thông kiếm pháp. Trong đầu Dương Bách Xuyên đột nhiên nhớ tới thủ đoạn chiến đấu cường đại nhất của tu chân giả. Từ trước đến giờ, Dương Bách Xuyên cũng biết có tồn tại thần thông, cũng giống như thần thông thủ cốt ở tay phải của hắn, cũng có thể nói là pháp thuật, hắn cũng được sư phụ Vân Thiên Tà nói cho hiểu sơ sơ, còn ở trong tu chân giới cũng có thể gọi là kỹ thuật thần thông hoặc là kiếm kỹ. Dùng phi kiếm thi triển được gọi là thần thông kiếm kỹ, là chuyên môn dùng phi kiếm mà nghiên cứu thần thông, lực công kích là mạnh nhất. Được coi là pháp thuật thần thông cao cấp. Trước kia tu vi của hắn còn kém nên sư phụ không truyền thụ, bây giờ lúc muốn tu luyện thì sư phụ Vân Thiên Tà lại rơi vào trạng thái ngủ say. Từ trên xuống dưới cả người Dương Bách Xuyên chỉ có duy nhất ba chiêu thần thông chiến kỹ không trọn vẹn có thể dùng được, đó chính là thần thông thủ cốt của Thông Tí Viên Hầu, dù sao cũng là không trọn vẹn, không có uy lực thần thông thật sự như Thông Tí Viên Hầu, trước kia lúc tu vi thấp còn có thể chống đỡ, hiện tại theo tu vi tăng lên. Thần thông thủ cốt cũng không còn đủ sức nữa. Năm đó, lúc bị Hóa Thê Lương đưa ra khỏi Sơn Hải Giới, vốn dĩ sư phụ muốn truyền thụ cho mình thần thông chiến kỹ, nhưng ai ngờ vừa dừng chân ở thành Yêu Quang đã khiến sư phụ rơi vào trạng thái ngủ say rất sâu, Dương Bách Xuyên cũng chưa từng được học tập thần thông chiến kỹ. Nhưng sư phụ cũng nói cho hắn hiểu được, ở tu chân giới mênh mông, các loại các dạng pháp thuật thần thông chiến kỹ mới là căn cơ của tu chân giả. Là kỹ năng chiến đấu sinh tồn để hành tẩu ở tu chân giới. Ở Sơn Hải giới, có thể do chỉ là một phương thế giới nhỏ nên Dương Bách Xuyên chưa từng thấy qua thần thông chiến kỹ gì đó. Hôm nay lại là lần đầu tiên nhìn thấy trên người Tiền Bất Hoán, nhưng cũng khiến cho hắn chịu thiệt thòi lớn. Đụng phụt. Dương Bách Xuyên chỉ cảm thấy đòn công kích của kiếm đồ long trong nháy mắt bị một đòn phi kiếm của Tiền Bất Hoán làm tan rã. Trong tầm mắt có một đạo phong nhận màu bạc hung hăng chém vào kiếm đồ long, thuận thế truyền đến sức mạnh cực lớn va chạm vào người hắn, khiến hắn hộc máu bay ngược ra ngoài. Cồn cắt cách đó hơn 10 mét bị Dương Bách Xuyên ngã trúng tạo thành một cái hố lớn. Hắn biết sợ hãi rồi. Theo nghĩa thực tế, hắn đã được nếm mùi của thần thông chiến kỹ, hơn nữa còn là đòn công kích kiếm kỹ cực mạnh. Yo! Tiếng xé gió truyền đến. Cũng là Tiền Bất Hoán lộ ra ý cười ngoan độc, hoàn toàn không có cho hắn cơ hội thở dốc, đột nhiên hai thanh kiếm giữa không trung chém về phía hắn, hai đạo thực chất hóa phong nhận đi thẳng về phía hắn. Sắc mặt Dương Bách Xuyên thay đổi, trong lòng vừa động giáp nhật nguyệt càn khôn ở trong người, toàn thân thôi thúc chân khí để phòng ngự, kiếm khí của kiếm đồ long trong tay bộc phát, dốc hết sức ngăn cản hai đạo kiếm khí phong nhận của Tiền Bất Hoán. Bởi vì đòn công kích của Tiền Bất Hoán thật sự quá nhanh, Dương Bách Xuyên muốn trốn cũng không kịp, chỉ có thể kiên cường chống đỡ. Lần này, xem như hắn đã được mở mang kiến thức. Nếu mà bàn về chân khí, với thực lực xuất khiếu cảnh hậu kỳ như hắn, nhờ có công pháp và căn cơ kim đan toàn vẹn ở đây, đủ để bù đắp sự chênh lệch một tiểu cảnh giới giữa hắn với Tiền Bất Hoán. Nhưng bây giờ là thần thông kiếm kỹ rơi xuống. Dương Bách Xuyên không có thần thông chiến kỹ thật sự cường đại trong người. Chỉ có thần thông thủ cốt vào thời điểm hiện tại thì quá yếu, tóm lại vẫn là thần thông thủ cốt không trọn vẹn, không thể nào so sánh với thần thông kiếm kỹ của Tiền Bất Hoán. Phụt phụt,
Lực công kích cường đại truyền đến, đánh trực tiếp vào người Dương Bách Xuyên khiến hắn hộc máu, nếu không nhờ hắn có giáp nhật nguyệt càn khôn ở trong người thì với hai kiếm phá không này của Tiền Bất Hoán đã làm hắn chết ngay tại chỗ rồi. Miệng phun ra máu tươi, Dương Bách Xuyên cảm nhận được chân khí trong cơ thể đã hỗn loạn cả lên rồi. Dưới thần thông kiếm kỹ cường đại của đối phương, Dương Bách Xuyên lại phát hiện mình đã không còn sức đánh trả. Lúc này mới biết mình đã khinh thường anh hùng thiên hạ rồi. Mặc dù Tiền Bất Hoán không phải cường giản ở phân thần, tu vi chỉ là xuất khiếu cảnh đại viên mãn, cũng giống như tên thổ phỉ thảo thượng phi trước đây, nhưng làm túc lão của điện mạo hiểm quả thực không giống người thường. Trong tay ông ta nắm giữ thần thông kiếm kỹ cường đại, đây là điều Dương Bách Xuyên hoàn toàn không nghĩ tới. Đối với thần thông chiến kỹ, bản thân hắn cũng chưa được tiếp xúc nhiều, trong lòng vẫn luôn nghĩ thần thông chiến kỹ chỉ có thịnh hành ở tu chân giới mênh mông hơn. Ai mà ngờ hôm nay hắn lại được cảm nhận một lần. Phải làm sao bây giờ? Tình cảnh khó khăn trước mắt, nên phá giải thế nào đây? Mặc dù bị thương nặng nhưng Dương Bách Xuyên không hề kinh hoàng, cả đoạn đường phía trước trải qua biết bao sinh tử đã giúp hắn tôi luyện tâm trí cứng cỏi, không còn là tiểu tử hèn nhát năm đó nữa. Cũng không phải là tiểu tu sĩ trước đây cứ gặp nguy hiểm là triệu hoán sư phụ Vân Thiên Tà nữa. Trong đầu nhanh chóng nghĩ cách hóa giải tình cảnh khốn khó. Hiện giờ không có lão già để dựa vào, mọi việc đều phải dựa vào bản thân. Phản ứng đầu tiên của hắn chính là trốn vào trong bình càn khôn. Nhưng Dương Bách Xuyên lại lập tức bài trừ ý nghĩ này. Chưa nói đến bình càn khôn chính là căn cơ tu luyện của hắn, nếu mình trốn vào không gian bình càn khôn ắt sẽ rơi vào tay Tiền Bất Hoán, nếu bình càn khôn bị Tiền Bất Hoán lấy được, bản thân mình cũng trở thành con chim bị nhốt trong lồng rồi. Nói không chừng sẽ bị người ta luyện hóa bình càn khôn, đến lúc đó hối hận cũng không kịp. Hơn nữa nếu gặp phải tình cảnh khó khăn đã trốn tránh, cứ trốn tránh hoài thì sau này hắn phải trưởng thành như thế nào chứ? Ngay lúc trong đầu Dương Bách Xuyên đang nghĩ cách giải quyết, vẻ mặt Tiền Bất Hoán dữ tợn lần nữa xuất ra công kích. Hắn vẫn giơ kiếm như trước, làm ra tư thế cổ quái, trong miệng lẩm bẩm nói, chết cho ta. Năng lượng kiếm khí cường đại phát ra, lần này ba đạo phong nhận từ ba hướng xông tới, phong tỏa hoàn toàn mọi vị trí. Sắc mặt Dương Bách Xuyên nghiêm trọng cắn răng, hai tay giơ kiếm đồ long lên, thôi thúc tất cả chân khí và kiếm khí huyền hoàng, chuẩn bị dốc hết sức ngăn cản, hắn biết rõ mình không ngăn được phong nhận kiếm kỹ của Tiền Bất Hoán nhưng hắn cũng sẽ không khoanh tay chịu trói chờ chết. Dương Bách Xuyên hét lớn, trên thân kiếm đồ long lóe ra quang mang. Ánh mắt hắn nghiêm trọng nhìn phong nhận kiếm kỹ của Tiền Bất Hoán cách hắn càng ngày càng gần. Vào giờ khắc này, nội tâm của Dương Bách Xuyên trống rỗng nhưng vô cùng bình tĩnh, trong mắt và nội tâm chỉ có một suy nghĩ trong đầu, dốc hết sức ngăn cản là được. Nhưng, cũng vào lúc này, sâu trong thần hồn của hắn đột nhiên chấn động, ngay sau đó hắn phát hiện chỗ sâu trong thức hải bộc phát ra hắc khí vô biên. Toàn bộ thức hải của hắn giống như chìm trong bóng tối vô biên. Một giây sau, một đóa hắc liên xuất hiện ở trong thức hải, đột nhiên có một chuỗi ký tự dày đặc màu vàng từ trong hắc liên tuôn ra. Trong nháy mắt, trong đầu Dương Bách Xuyên xuất hiện một đoạn chữ, kiếm quyết hắc liên, thức thứ nhất, một kiếm một hắc liên. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, toàn thân Dương Bách Xuyên cũng phát run, ngay sau đó là vui mừng. Hắn thật không ngờ, viên hắc liên tử lúc trước lấy được trong động hắc liên ở bí cảnh Trường Bạch lại xuất hiện ở chỗ sâu trong thức hải, hóa thành hắc liên, lập tức biến thành một bộ thần thông kiếm kỹ kiếm quyết hắc liên. Cho tới nay, hắn cũng sắp quên mất hắc liên tử trước đây đã trú ngụ ở chỗ sâu trong ý thức hải. Vốn dĩ còn tưởng là hắc liên tử chỉ là một không gian hắc ám, không ngờ hôm nay còn có thể bộc phát ra một bộ là thần thông kiếm kỹ. Quả nhiên là niềm vui bất ngờ. Lúc còn nhỏ xem phim truyền hình võ hiệp, chắc chắn sẽ có một câu như thế này, có thể hiểu ý chứ không thể diễn đạt bằng lời. Bây giờ trong đầu Dương Bách Xuyên xuất hiện kiếm quyết hắc liên, tình huống cũng y như vậy. Lĩnh hội rõ ràng trong nháy mắt. Không cần tu luyện, có kiếm trong tay là có thể lĩnh hội. Đây có thể nói là một phép màu cứu mạng đối với Dương Bách Xuyên. Mặc dù kiếm quyết hắc liên chỉ xuất ra chiêu đầu tiên, nhất kiếm nhất hắc liên. Nhưng cũng đủ để Dương Bách Xuyên thi triển thần thông kiếm kỹ ứng đối với Tiền Bất Hoán.
Nếu như thật sự để cho hắn tu luyện từng bước, nhất kiếm nhất hắc liên xuất hiện sau này, thần thông kiếm kỹ cũng vô dụng. Cũng may sau khi kiếm quyết hắc liên xuất hiện như truyền trong đầu, Dương Bách Xuyên lập tức hiểu rõ. Một khắc sau, Dương Bách Xuyên dựa theo thần thông kiếm kỹ của kiếm quyết hắc liên, đột nhiên thay đổi chiêu kiếm, trong miệng gầm lên, nhất kiếm nhất hắc liên. Lập tức, kiếm đầu long trong tay hắn vung ra không dưới 100 kiếm, tạo thành một đóa hoa kiếm. Chân khí trên thanh kiếm và kiếm khí huyền hoàng hội tụ thành hình, trong điệu múa kiếm của Dương Bách Xuyên tạo ra một đóa hắc liên. Vốn là năng lượng chân khí màu bạc, mà sau khi Dương Bách Xuyên hoàn thành chiêu kiếm cuối cùng của mình, một tiếng ầm vang lên, nó đã hoàn toàn đen kịt. Một đóa hắc liên hiện ra, ánh quang màu đen lập lòe. Một tảng đá màu đen cao 3 thước xuất hiện trước mặt Dương Bách Xuyên, trông giống như một đóa hoa sen bình thường mọc ra từ kiếm đồ long. Ô quang chiếu rọi ra 4 phía. Cũng chính vào lúc này, 3 đạo phong nhận kiếm kỹ của Tiền Bất Hoán cũng xuất hiện. Rầm rầm rầm. 3 tiếng ầm vang nặng nề liên tiếp. Trước sự ngạc nhiên vốn có, sau đó là sự vui mừng của Dương Bách Xuyên, hắn thấy 3 đạo phong nhận kiếm kỹ của Tiền Bất Hoán đã bị hắc liên ngăn cản từng cái một, mà vô quang của hắc liên trên kiếm đồ long chỉ mờ đi một ít. Dương Bách Xuyên kịp phản ứng với tình hình trước mặt, bất ngờ vung kiếm chém xuống. Hắc liên trên thanh kiếm nhanh chóng đi đến Tiền Bất Hoán, lúc này vô quang đột ngột phát tác, hắc liên vậy mà nổ tung. Sau một khắc, từng cánh hoa hắc liên như mảnh kiếm nổ tung mà bắn lên người Tiền Bất Hoán. Nhìn kỹ thì không nhiều không ít 12 cánh hoa hắc liên, nhưng bên trong lại toát ra một cỗ kiếm khí cường đại. Về phần Tiền Bất Hoán, lúc này hai mắt ông ta mở to, trong lòng bắt đầu sợ hãi. Sao ông ta có thể nghĩ đến việc Dương Bách Xuyên vốn mặc cho người ta giết, lại vung kiếm chém ra một đóa hắc liên trong phút cuối cùng. Tệ hơn nữa là sau khi hắc liên nổ tung lại hóa thành 12 cánh hoa, mà mỗi một cánh hoa đều là một thanh kiếm cường đại trong mắt Tiền Bất Hoán. Thần thông kiếm kỹ. Tiền Bất Hoán nghẹn ngào thốt lên, sở dĩ ông ta có thể trở thành thập túc lão trong điện mạo hiểm là bởi vì bên cạnh ông ta có thần thông kiếm kỹ. Đồ vật thần thông này chính là thứ hiếm có trong toàn bộ Sơn Hải giới, có thể xem như một loại thần thông chiến kỹ cao đẳng, mà kiếm kỹ ở trong thần thông chiến kỹ chính là đòn tấn công cường đại nhất. Khổ tu mấy trăm năm khiến ông ta có thể đứng vững trên vị trí thúc lão điện mạo hiểm, ông ta luôn cảm thấy tự hào về thần thông của mình. Dương Bách Xuyên vốn là thứ nằm trong lòng bàn tay, nhưng ai ngờ bên cạnh tiểu tử này vậy mà cũng có thần thông kiếm kỹ chứ. Trong nháy mắt bộc phát, khiến cho Tiền Bất Hoán hãi hùng khiếp vía, cảm nhận được sự tấn công của 12 cánh hoa hắc liên, giờ khắc này cả người Tiền Bất Hoán dựng ngược tóc gáy. Dương Bách Xuyên không chỉ hóa giải 3 đạo phong nhận kiếm kỹ của ông ta, mà còn không suy giảm sau khi hắc liên quỷ dị phát nổ, trực tiếp hóa thành một đòn công kích ngay lập tức còn cường đại hơn phong nhận kiếm kỹ của ông ta. Khí tức của cái chết bao trùm trong lòng Tiền Bất Hoán. Không, không không không, không, a. Trong tiếng hét hoảng sợ, 12 cánh hoa hắc liên lóe lên rồi biến mất, tất cả đều tiến vào cơ thể của Tiền Bất Hoán. Ầm ầm. Cả người lập tức nặng nề trong tiếng ầm ầm, Dương Bách Xuyên cũng trợn mắt, tận mắt nhìn thấy 12 cánh hoa hắc liên chui vào trong cơ thể Tiền Bất Hoán rồi trở ra, Tiền Bất Hoán kinh hãi hét lên một tiếng, thân thể vốn đã nứt ra một đường máu hẹp dài như mạng nhện, ngay sau đó nổ tung. Mùi máu tanh nồng nặc ngất trời, mặt đất đầy thịt nát. Cả đời ngông cuồng của Tiền Bất Hoán, liên tiếp 2 lần đả thương chính mình, thân thể biến thành một bãi thịt nát, khiến cho Dương Bách Xuyên vô cùng kinh ngạc. Nói thật, hắn đối với chiêu đầu tiên nhất kiếm nhất hắc liên của kiếm quyết hắc liên, cũng không có bao nhiêu hy vọng, sau khi kiếm quyết hắc liên xuất hiện trong thức hải, thật ra trong lòng hắn nghĩ có thể đỡ được đòn tấn công của Tiền Bất Hoán là đủ rồi. Vào tình thế cấp bách, hắn đã thi triển dựa theo kiếm chiêu truyền trong đầu mình. Ai có thể ngờ uy lực một chiêu của kiếm quyết hắc liên sẽ cường đại như vậy, hoàn toàn vượt qua sức tưởng tượng của hắn. Ngay cả hắn cũng không khỏi hít vào một luồng khí lạnh. Hắn không nhịn được lẩm bẩm, quá cường đại. Nhưng sau khi định thần lại, trong lòng Dương Mỗ lại tràn đầy vui mừng, nếu có thần thông kiếm kỹ này bên cạnh, cục cưng của ta, bây giờ ngay cả viên Nhật Tân đứng trước mặt hắn, hắn tự tin rằng mình có thể bổ cho ông ta một kiếm. Nhất kiếm nhất hắc liên. Quả nhiên là danh bất hư truyền, kiếm chiêu cùng với tên gọi quá chính xác.
Đầu tiên là hàng trăm kiếm vũ nhảy ra, tập hợp thành một đóa hắc liên, sau đó hắc liên nổ tung thành 12 cánh hoa, mỗi một cánh hoa đều chứa đầy kiếm khí cường đại, tương đương với 12 kiếm khí cường đại. Nói nó có uy lực vô tận cũng không quá đáng. Hắn chưa từng nghĩ tới hắc liên tử vẫn luôn giấu ở sâu trong thức hải, vậy mà còn ẩn giấu một thần thông kiếm kỹ. Đáng tiếc, mặc dù xuất hiện cái tên kiếm quyết hắc liên, nhưng kiếm chiêu xuất hiện trong đầu hắn chỉ có một chiêu, nhất kiếm nhất hắc liên. Khi Dương Bách Xuyên chìm vào trong thức hải để nhìn hắc liên tử, hắn không hề phát hiện ra bất cứ điều gì, cũng không có chiêu thứ hai của kiếm kỹ xuất hiện. Hắn nghĩ cần phải có điều kiện gì đó để chiêu thứ hai của kiếm kỹ mới xuất hiện được, chuyện này đợi sau khi trở về, hắn sẽ từ từ nghiên cứu. Dù sao trong đầu có thêm một thần thông kiếm kỹ, đối với hắn cũng là một chuyện tốt. Có thêm một cách để bảo vệ tính mạng, hơn nữa còn là loại hình chiến đấu, hắn thực sự rất vui. Ngay khi Dương Mỗ đang âm thầm hạnh phúc trong lòng, một tiếng hét thảm vang lên bên tai hắn. À! Là giọng của Thu Nhi, hắn vội vàng quay đầu nhìn lại, lập tức nhìn thấy Ngô Mạc Thu bị một gã tu sĩ xuất khiếu hậu kỳ đánh ra nguyên hình. Dù sao tu vi của Ngô Mạc Thu không phải là xuất khiếu cảnh, âm thầm hỗ trợ Mạnh Trường Thanh ngăn chặn ba gã tu sĩ xuất khiếu cảnh hậu kỳ cũng có hơi quá sức. Mà ba gã tu sĩ xuất khiếu cảnh hậu kỳ nhìn thấy Tiền Bất Hoán bị Dương Bách Xuyên chém giết, lập tức hoảng sợ bắt đầu quay người bỏ chạy. Ba người bọn họ bị một tên Nguyên Anh sơ kỳ nhỏ bé như Mạnh Trường Thanh và một tên quỷ tu âm thầm ẩn thân trốn trong bóng tối dây dưa cả buổi, còn chịu tổn thất không nhỏ, có thể nói là uất ức đến cực điểm. Mắt thấy thân thể Tiền Bất Hoán hóa hành thịt vụn, rốt cuộc không muốn đánh nữa, bắt đầu bỏ chạy. Dương Bách Xuyên hừ lạnh một tiếng, hại Ngô Mặc Thu bị thương, sao hắn có thể để bọn họ chạy thoát được, ngay cả Tiền Bất Hoán cũng bị hắn giết chết. Ba người xuất khiếu cảnh hậu kỳ bọn họ sao có thể buông tha. Lúc này hắn một cước nhấc chân biến mất tại chỗ, thi triển kiếm đầu long trong tay ra kiếm quyết hắc liên. Hắc liên lập tức xuất hiện, một kiếm bổ xuống, hóa thành 12 cánh hoa, không hề bất ngờ mà chui vào trong cơ thể ba người họ. Trong tiếng hét thảm thiết, ba tu sĩ xuất khiếu cảnh hậu kỳ chưa chạy cách 10 mét đã ngã xuống đất, trên người mỗi người bọn họ xuất hiện 4 lỗ máu. 12 cánh hoa, dưới sự điều khiển công bằng của Dương Bách Xuyên, 4 cánh hoa trên cơ thể mỗi người, 4 lỗ máu, trong nháy mắt mất đi sức sống. Tính đến giờ, Tiền Bất Hoán và 10 tên tu sĩ xuất khiếu cảnh mà ông ta dẫn theo đã bị tiêu diệt hết. Ha! Dương Bách Xuyên thu kiếm lại, thở ra một hơi, sau đó quay sang hỏi Ngô Mặc Thu, Thu Nhi, ngươi sao rồi? Tiên sinh, ta không sao, chỉ bị thương một chút mà thôi. Nàng vẫn luôn âm thầm trợ giúp Mạnh Trường Thanh quấy rối ba gã tu sĩ xuất khiếu cảnh hậu kỳ, ai ngờ sau đó ba gã lại phát động đại công kích, nàng bị thương lộ ra nguyên hình, cũng may thương thế không nặng. Dương Bách Xuyên gật đầu rồi nhìn về phía Mạnh Trường Thanh đang ngồi điều tức, nói, lão Mạnh, không sao chứ? Không sao, ta nghỉ ngơi một chút là ổn thôi, đáng tiếc hàng tồn trận pháp phù chú trong tay ta đã dùng hết rồi. Lại nói, Mạnh Trường Thanh cũng đau lắm. Vì khống chế ba gã tu sĩ xuất khiếu cảnh hậu kỳ, ông ta đã lấy hàng tồn trận pháp phù chú được luyện chế lúc ông ta toàn thịnh ra dùng hết. Nói không đau là giả, hiện tại tu vi của Mạnh Trường Thanh đã giảm mạnh, không thể luyện chế ra trận pháp phù chú có uy lực cường đại nữa. Dương Bách Xuyên nhìn thấy Mạnh Trường Thanh lúc nói chuyện khóe miệng co rút, biết ông ta đang đau lòng, cho nên cười nói, quay về sẽ ghi công cho ngươi, chờ tu vi của ngươi khôi phục lại đỉnh phong, sẽ luyện chế được thôi. Cũng đúng, ha ha, hiện tại ta cảm thấy uy lực của cổ trùng trong đan điền đang dần dần giảm đi, trùng của môn chủ thật đúng là linh trùng nhất đẳng. Mạnh Trường Thanh nịnh nọt hắn. Được rồi, ngươi và Thu Nhi nhanh chóng ổn định khí tức, ta sẽ thu dọn chiến trường, lát nữa chúng ta rời khỏi đây càng sớm càng tốt. Một túc lão của điện mạo hiểm và 10 tên tu sĩ xuất khiếu cảnh đã chết, những người trong điện mạo hiểm sẽ nổi điên. Dương Bách Xuyên nhếch miệng cười đi về phía cơ thể nát bấy của Tiền Bất Hoán, vừa rồi hắn nhìn thấy trong đống thịt Tiền Bất Hoán có nhẫn chữ vật, lúc nào có thời gian sẽ đi nhặt, bây giờ trận chiến đã kết thúc, đương nhiên sẽ không để quên. Mạnh Trường Thanh và Ngô Mặc Thu vẫn đang nhắm mắt tính tọa, tên họ Dương nào đó ngồi bên cạnh hộ pháp cho bọn họ, có điều lúc này trên mặt hắn nở nụ cười ngây ngô. Vừa mới thu dọn chiến trường,
hắn lấy được một khoản tiền nhỏ từ trên người Tiền Bất Hoán và 10 tu sĩ cảnh giới xuất khiếu. Những người này tu vi thấp nhất là cảnh giới xuất khiếu sơ kỳ, giàu có hơn tu sĩ bình thường. Trên người 10 tu sĩ đi theo Tiền Bất Hoán, Dương Bách Xuyên tìm được nhẫn chữ vật, tuy không gian không lớn lắm nhưng cũng rất hiếm có, trở về có thể thưởng cho đệ tử Vân Môn. Trên người 10 tên này có tổng cộng 13 vạn, ngoài ra còn một số linh dược và hòn đá kỳ lạ. Tuy nhiên, tài sản của 10 người này cộng lại còn không nhiều bằng một mình Tiền Bất Hoán. Chỉ riêng linh thạch trên người gã ta đã có tới 10 vạn rưỡi, cùng với 10 cây linh dược trên vạn năm. Nhưng những thứ này không phải thứ khiến người nào đó vui mừng, tên họ Dương nào đó vui mừng vì tìm được một bộ thần thông kiếm thuật trên người Tiền Bất Hoán. Đây mới là nguyên nhân khiến Dương Bách Xuyên ngồi cười ngây ngô. Dương Bách Xuyên đã từng lĩnh giáo uy lực của thần thông kiếm thuật. Không thể phủ định kiếm thuật là thủ đoạn thần thông không thể thiếu trong chiến đấu chém giết. Hơn nữa, thần thông kiếm thuật của Tiền Bất Hoán thật sự mạnh mẽ, nếu không phải biển ý thức của Dương Bách Xuyên xuất hiện kiếm quyết Hắc Liên thì e là hôm nay hắn sẽ gặp nguy hiểm. So ra thì thần thông kiếm thuật của Tiền Bất Hoán chắc chắn không bằng kiếm quyết Hắc Liên của mình. Tuy nhiên kiếm quyết Hắc Liên chỉ có một chiêu, Dương Bách Xuyên tin rằng phía sau chắc chắn vẫn còn, nhưng không biết khi nào mới có, dù sao kiếm quyết Hắc Liên cũng không hoàn chỉnh. Còn thần thông kiếm quyết hắn lấy được từ trên người Tiền Bất Hoán là cuốn hoàn chỉnh. Toàn phong kiếm kỹ có tổng cộng 3 chiêu. Chiêu thứ nhất là phong nhẫn kiếm, có thể thông qua phi kiếm thi triển lưỡi đao gió, càng thi triển được nhiều lưỡi đao gió thì uy lực càng mạnh. Trước đó Tiền Bất Hoán thi triển 3 lưỡi đao gió, tức là gã ta đang tu luyện tầng 1. Chiêu thứ hai là phong vân kiếm, kiếm ra át gió nổi mây vần, tốc độ cực nhanh. Chiêu thứ ba là toàn phong kiếm, tu luyện thành công có thể vung một kiếm tạo thành xoáy kiếm khí, kiếm hiện đầy trời. 3 chiêu kiếm thuật đều mạnh mẽ, trước giờ Tiền Bất Hoán mới tu luyện được chiêu thứ nhất mà thôi, không thì Dương Bách Xuyên còn chưa giết được gã ta. Có toàn phong kiếm kỹ thì đệ tử Vân Môn có thêm một phần năng lực tự vệ. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là phải học được, tu luyện được. Tóm lại là tên họ Dương nào đó quyết định khi về sẽ nghiên cứu. Nếu học được toàn bộ, có thể thi triển thần thông kiếm thuật cộng với kiếm quyết Hắc Liên là 4 đại chiêu, sức chiến đấu sẽ tăng lên gấp bội. Hơn 10 phút sau, Mạnh Trường Thanh và Ngô Mặc Thu đã nghỉ ngơi xong, 3 người nhanh chóng rời đi. Dương Bách Xuyên nhóm lửa đốt sạch chiến trường vừa chém giết. Sau khi bọn họ rời khỏi đây, bão cát thổi qua không còn lại gì. Giết người cướp của trong sa mạc không điều tra được là vì thế. Tuy trong sa mạc không có mưa, nhưng bão cát là sức mạnh tự nhiên tuyệt vời nhất giúp che giấu mọi dấu vết. Dù sao nhóm Tiền Bất Hoán cũng có 11 người, không có ai trốn thoát, vì vậy chẳng ai biết Dương Bách Xuyên đã giết người, cũng lắm cũng chỉ cho là một khách phiêu lưu tên vô diện gây ra, nhiều hơn nữa cũng chỉ nghi ngờ mà thôi. Sau khi 3 người trở về khu vực cấm phía nam, Dương Bách Xuyên giao toàn bộ linh thạch cho chính cung nương nương Triệu Nam giữ, dặn dò mọi người sau này cần gì thì đi tìm Triệu Nam lĩnh linh là được. Phàm là linh thạch, đan dược, có thể nộp lên, Dương Bách Xuyên đều giữ lại để xây dựng Vân Môn. Trong 3 ngày kế tiếp, Dương Bách Xuyên dẫn theo trận tiên chuyên nghiệp Mạnh Trường Thanh đi khảo sát những nơi có thể tu luyện ở khu vực cấm phía nam, cuối cùng đưa ra một kết luận, 4 bề trống trải. Tức là trong mắt Mạnh Trường Thanh, khu vực cấm phía nam tuy là bảo địa phong thủy nhưng không có tầng phòng ngự tự nhiên. Cực kỳ nguy hiểm. Trước kia cả châu Tây Sơn đều biết khu vực cấm phía nam có 3 đại yêu tu là Giao Long màu xanh, Phi Hùng và Tam Túc Kim Ô. Cả nhân tộc lẫn yêu tộc đều không dám bước vào địa bàn khu vực cấm phía nam. Nhưng bây giờ 3 đại yêu nhóm sư phụ Giao Long của Hạ Lộ đã rời đi, không có cao thủ trấn giữ. Một khi tin tức này dò dỉ ra ngoài thì chẳng khác nào tai họa mang tính hủy diệt đối với Vân Môn. Vì vậy Dương Bách Xuyên quyết định ra tay bày trận. Hắn tập hợp mọi người, cùng nhau bàn bạc. Hiện tại trong tay có đủ linh thạch, bày trận pháp không thành vấn đề. Nhưng theo ý của Mạnh Trường Thanh, tạm thời không nên bày trận bởi vì 3 đại yêu tu nhóm sư phụ Giao Phong của Hạ Lộ mới đi không lâu. Ít nhất trong vòng giam 3 năm tới khu vực cấm phía nam vẫn an toàn. Đương nhiên trước tiên phải quản lý tốt đệ tử Vân Môn không cho ra ngoài, không để lộ tin tức 3 đại yêu tu đã rời đi mới được. Audio điện tử Võ Tấn Bền.
Hết tập 73.